đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng làm sao mà để ý cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là hàng gửi đến thì các bác tỏ tí kia các nhá. Đấy thì bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi. Đấy thì cứ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng cho em 30.000 thì ship nữa. Đó, giá thì hàng thì rất là nhiều, mẫu mã các mặt hàng và rất là nhiều video em lên hàng ngày. Hàng ngày hàng giờ đều có video lên, các bác chỉ cần gõ là shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi là sẽ ra. Đó thì hàng Nhật, hàng Thái, hàng Đức đều có cả nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu Clear của thằng thương hiệu Clear, và hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan. Đó, con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua bây giờ thì nó vào khoảng là 150 đến 200, 150 đến 200 nhá. Đấy, nhưng mà riêng hôm nay bên shop bán cho bác giá chỉ có 90.000 cho một lọ dầu đầu Clear này thôi. Dung tích của nó sẽ là vào khoảng 450ml các bác nhá. Đây, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan các bác này. Bangkok, Thái Lan. Đó, đây các bác xem rất rõ luôn nhá. Unilever nhá, Unilever, hàng có thương hiệu nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu đầu Clear như này, và có cho các bác là màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, dung tích của nó thì gần nửa lít nhá, gần nửa lít. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, một cái lọ này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào 100ml. Dòng này thì các bác chuyên dùng để mình gọi là chuyên trị đau mỏi xương khớp này, đốt sống lưng, đốt sống cổ và vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy. Hàng thì 100% là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc thì các bác bôi vào thì nó chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy nhá. Có cái này để các bác massage trước khi mình bôi này, rất là tiện luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. 40.000 nhá. Đấy. Hàng này thì các bác chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đấy, các bác chuyên đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, giá thì siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 40 cành thôi. Không thể tin nổi luôn nhá. Đấy. Chỉ có 40 cành cho một con chổi lau bàn bếp này thôi. Đấy. Về nhà các bác bóc cái này cho em này, bóc cái này ra này. Đấy, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào cho em này, đẩy cái lẫy này vào. Đấy, coi như là để mình lắp cái chổi này vào đây, lắp cái phần mút này vào đây. Đấy. Và các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau cửa kính các thứ đều được cả nhá. Khi mình vắt thì mình giặt thì mình chỉ cần kéo này cho em là xong. Rất tiện luôn, không cần phải động tay động chân. Đấy, mình kéo như này là nó sẽ tự vắt này, còn mình đẩy ra là nó sẽ dùng để mình lau chùi giặt rũ này. Và con này nó cũng có thể xoay đảo như này thì rất là tiện luôn nhá. Nói chung là con này thì dùng là rất là xịn rồi. Mà giá thì chỉ có 40k thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một con chổi lau bàn bếp như này. Đấy. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Chất liệu của nó thì thép gió phủ titan. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thép gió phủ titan như này. Đấy, kích thước của nó thì nó sẽ là 416, 420 và 432 nhá. 416, 420, 432. Đấy, có 3 mũi khoan tháp này và 3 mũi tazogen. Đấy, 3 mũi khoan kèm tazogen luôn nhá. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn thì rất là tiện. Đấy, và bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Tươi. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k. Đó. Mũi khoan đỏ này. Giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110k. Đó, cho hộp mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu nhá. Đấy, thì hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này. Thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi luôn, 5 mũi như này nhá. 5 mũi. Đấy, 5 mũi khoan tháp như này. Chất liệu của nó cũng là thép gió phủ titan và có kèm cho các bác thêm một cây lấy dấu như này nữa, kèm một cây lấy dấu như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác chỉ cần là dập này là sẽ có dấu này. Đây, dấu rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy. Các bác chỉ cần ấn lên cho em là có dấu này. Đấy. Thì cây này các bác chuyên dùng để lấy dấu nhá. Một cây lấy dấu bằng đồng này. Kèm thêm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp thế này. 1 2 3 4 5 này. Đấy, kèm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp thế này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái hộp mũi khoan tháp như này
giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá, 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Hộp khoan tháp nhôm này, hộp khoan tháp nhôm nhá. Đấy. Hộp khoan tháp cái này nó sẽ là hộp nhôm nhá, hộp khoan tháp nhôm. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp nhôm này, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 trong cái hộp như này. Thì bên em có hai mẫu nhá. Hộp này thì nó sẽ là mũi khoan tháp đỏ này và hộp này là mũi khoan tháp nhôm này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng búa. Đấy, bên shop mới về cho các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Asaki. Con này thì cân nặng của nó khoảng 3 lạng và chiều dài của nó thì vào khoảng là 25 cm. Và giá thì sẽ là, các bác lên cho em là búa A1 nhá, A1 nhỏ, giá sẽ là 80.000. Cầm anh cái búa lùn như này, A1 nhỏ 80k nhá, 80k cho cái A1 nhỏ như này. Đấy. Tiếp theo là sẽ có con A2 to nhá, A2 to. Đấy. Con này sẽ là con A2 to, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhá. Lên cho em là A2 to này, khoảng 30 cm nhá. Và con này sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó, chiều dài khoảng 30 cm và búa thì nặng vào khoảng là 6 đến 7 lạng, khoảng 6-7 lạng. Cán của nó thì đều là dòng cán của nó thì đều là dòng cán cán bằng thép nhá và có bọc nhựa nhá, cán thép có bọc nhựa. Hàng này có thương hiệu Asaki của Nhật này, Asaki, hàng Nhật thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, mới 100% luôn. Tiếp theo thì em có cái búa lùn hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu của Nhật luôn. Đó, cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc bọc cao su non như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là búa lùn nhá. Con này em đang bán là 90.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 65k cho một con búa lùn như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá. Giá sẽ là 65k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là búa lùn này. Các bác lên cho em là búa lùn, giá sẽ là 65k nhá. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, cân nặng thì khoảng 2 lạng rưỡi và búa thì được làm từ sợi cán thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc cao su non nhá. Dùng thì cực kỳ là đầm tay, chắc chắn và rất là tuyệt vời luôn. Con này các bác dùng để vừa đóng vừa nhổ đinh, vừa làm thợ làm nghề hoặc sử dụng lặt vặt trong gia đình đều ok. Giá thì chỉ có 65.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn. 65.000 cho một con búa lùn như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ghế hơi nhá. Đấy, ghế hơi thì con ghế to này của nó thì nó sẽ là một chiều là 1m16 này. Đấy, một chiều là cao là 98 này. Đấy, cao 98 này, dài 1m16 và rộng là 83 nhá, là cái con to này. Còn con bé này thì là nó sẽ là 62 30. Đấy, thì về nhà các bác chỉ việc bơm lên cho em là mình dùng thôi. Bơm lên thì nó sẽ đúng như trên hình như này. Và giá sẽ là 350.000 nhá, 350k. Các bác có thể mua để mình nằm xem phim, nghe nhạc, thư giãn, lướt TikTok đều ok hết. Các bác nhá, khi các bác bơm lên thì nó rất là to như này các bác này. Đấy. Các bác có thể nằm để nghe nhạc này. Đấy. Đấy, nhảy nhún thoải mái luôn. Kể cả hai người tầm một tạ cũng hoặc hơn một tạ cũng vẫn ngồi vào ok nha. Cái ghế này nó rất là cứng cáp luôn. Thì các bác chỉ cần bơm lên cho em như này là xong. Đấy. Bề mặt của nó sẽ là nhung mịn nhá, nhung lộn, nhung mịn rất là đẹp luôn. Và bên dưới của nó là cao su nhá. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc đây, 30 chiếc này, hàng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì nó bán trong các hệ thống siêu thị thì nó đang bán cho các bác cái giá đó là 36.000 Việt Nam đồng nhá. Đây, 36.000 Việt Nam đồng này, hàng Korea của Hàn Quốc này. Đấy nhá, Korea các bác nhá. Đó, Korea Hàn Quốc, và nó bán cho các bác với giá là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân cho khách hàng, bên shop bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, đây, được làm từ sợi than tre này. Giá rất là mềm, hạt rẻ cho các bác nhá. Đủ màu sắc luôn. Các bác có thể mua cả hộp như này để mình dùng dần này, hoặc là nhà có khách khứa Tết nhất thì các bác bỏ ra cho mỗi người một chiếc, rất là ngon, sạch đẹp và lịch sự nhá. Đấy. 4 cái là sẽ là bằng 20k này. 10 cái là sẽ là bằng 40k này. Đấy, và mua cả hộp như này cho em đi, cả hộp là 30 chiếc nhá. 30 cái thì sẽ là bằng 110k nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Được làm từ sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn. Bỏ tranh cái rổ vuông. Sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Thứ nhất là giá này, lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi. 3 đôi các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi thì nó sẽ cứ là một chậu một rổ như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi, tức là 6 chi tiết đấy. 6 món nhá, 6 món như này. Đấy, gọi là 3 đôi. 3 đôi như này các bác nhá. Đấy. Thì đôi nhỏ nhất thì khoảng là 23 cm và đôi to nhất thì khoảng 35 cm. Đấy, đôi to nhất của nó là đôi này.
to nhất thì khoảng 35 cm như này nhá. Đấy, thì các bác có thể dùng, nó rất là tiện ích luôn. Em thấy cái này thì tính ứng dụng của nó rất là cao luôn nhá. Thứ nhất là mình dùng để rửa rau này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nhật như này thì các bác yên tâm mà sử dụng này. Đấy, ngoài ra thì nó là hàng làm cái dòng nhựa siêu dẻo như này các bác này. Đây, các bác thấy không? Đây, nhựa siêu dẻo như này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, bền vĩnh cửu cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông 90.000 cho 3 đôi như này. Đấy, 3 đôi như này tính ra là vào các bác mua chỉ có mất 30.000 cho một bộ thôi. 30.000 cho một bộ thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, 30.000. Đấy, còn tính ra là 6 món, 6 món như vậy là tính đi là 65 65 90 35 45 45 60 65 90 các bác nhá. Đó thì mất chỉ có 15.000 cho một món như này thôi. Đấy, mà hàng thì hàng là hàng Việt Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship đấy các bác nhá. Đó. Thì ship bây giờ thì bình quân chung là 30.000. Và từ 200 trở lên thì bên em đã bao ship rồi cho nên nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên cho em là chắn dầu mỡ. Cái này thì để khi các bác đun bếp mà các bác chiên rán xào nấu thì các bác lắp vào để mình chắn dầu mỡ cho em thì nó rất là tiện. Đấy, thì khi mà mình rán mình rán đồ ấy các bác. Đấy, khi mình rán đồ thì thường nó hay có dầu mỡ. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em là xong này. Đấy, đặt này cho em là xong. Đấy, thì khi nào các bác dùng đồ rán thì các bác mới cần. Còn lại là bình thường thì các bác không cần. Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là giấy bạc, cho nên là các bác dùng xong thì mình có thể là mình giặt, mình rửa đi sau đó thì mình gấp gọn vào. Còn khi nào các bác chiên rán thì các bác lại che đi như này cho em. Thì con này nó rất là tiện mà các bác dùng để mình chiên rán dầu mỡ thì rất là tiện luôn. Đấy. Nó có thể gấp gọn được hẳn như này các bác này. Đấy, gấp gọn là 10 phân 1 này. Thì các bác có thể tự mình điều chỉnh để mình che chắn cho nó phù hợp nhé. Đấy. Thì đây, nó sẽ là một con như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Giá thì chỉ có 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là miếng chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25k. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ này. Chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k. Cho một cái miếng chắn dầu mỡ như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác dùng thì nó sẽ đặt vào như này cho em. Đó. Thì khi mà các bác rán xào nấu mà nó có dầu có mỡ thì các bác chắn vào này cho em. Đó, xong là dùng xong thì mình lại bỏ ra thôi. Đấy thì nó rất là tiện. Thì mình ví dụ như là các cái phần dầu mỡ mà mình dùng nó mình chiên rán nó bắn ra ngoài thì mình chỉ cần chùi đi là xong. Đó, nó sẽ rất là dễ lau chùi và sạch sẽ. Đấy và rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ là bằng dạng là giấy bạc nhá. Để các bác chắn dầu mỡ nó rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Dùng để mình chắn nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25.000 đây. Đấy, nó sẽ chắn như này các bác này. Thì khi mình nấu nướng thì dầu mỡ nó bắn ra các bác dùng nó rất là tiện. Nên cho em là chắn dầu mỡ giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái chai xịt chuột này. Đấy, hàng này nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này. Đây, Made in Japan này. Đó, hàng của cái gì Tatsutamachi các bác này. Đấy, đây, đấy, Made in Japan nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Giá sẽ là 35k cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Có kèm cho các bác làm cái đầu vòi xịt như này, về nhà các bác xoáy cái nắp này bỏ ra, xoáy cái này vào cho em. Đấy, chỗ nào mà nhiều chuột thì các bác xịt vào cho em. Đường đi nối lại hoặc các cái khu vực nào mà chuột nó hay cắn này, hoặc là máy ô tô các thứ, các bác nào có ô tô mà ít đi mà hay bị chuột chày nó xâm nhập thì các bác dùng con này cho em. Đó, giá sẽ là 35k. Ở Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn này. Đấy, 35.000 cho một chai xịt chuột đuổi vĩnh viễn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay làm vườn này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng mình làm vườn này. Đấy, làm vườn dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là
nhặt cỏ vườn các thứ cũng rất là ok. Đấy thì nó sẽ là một cái găng tay, nó sẽ có một chiếc bên phải là có cái phần cào cỏ như này nhá, cào như này. Thì các bác có thể vừa cào xới đất và nhặt cỏ này, còn một chiếc bên này thì nó sẽ là bình thường như này, và cái mặt này của nó bằng cao su nhá. Đấy, hàng này thì bên em thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái đôi găng tay làm vườn như này thôi, 30.000 một đôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay làm vườn nhá, giá sẽ là 30.000 một đôi như này. Các bác có thể dùng để mình cào đất, nhặt cỏ các thứ rất là ok luôn. Lên cho em là găng tay làm vườn, giá sẽ là 30.000 cho một đôi găng tay làm vườn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy lồng giặt nhá, tẩy lồng giặt, giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này thì đây nó sẽ là một cái dòng viên tẩy các, đấy nó sẽ là cái dòng viên như này. Thì về nhà các bác cứ cho trực tiếp vào lồng giặt, sau đó thì mình tẩy, mình vệ sinh đi là xong. Đấy, nó rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái viên tẩy lồng giặt như này giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp như này thôi. 25.000 cho một hộp, mà tổng của nó sẽ được là đi 10 viên nhá. Đấy, 10 viên. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt này. Lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì cứ khoảng 1 tháng các bác cho vào một lần cho em, và các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên để nó vừa sạch sẽ, vừa an toàn, vừa tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp nhá. Cuối năm rồi thì các bác dùng cái chai xịt bếp này cho em. Đấy, con này thì chuyên tẩy xịt bếp nhá. Giá sẽ là 45.000, 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là dòng là chiết xuất từ chanh tự nhiên rất là thơm này, từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Đấy. Thì khi các bác xịt ra nó sẽ là một cái dạng bọt như này. Một dạng bọt như này thì các bác cứ để cho em từ 5 đến 10 phút, sau đó thì các bác lấy bàn chải các bác kỳ cọ đánh đi. Thì con này nó sẽ là chuyên tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn, tẩy dầu mỡ các vết bám dầu mỡ này, bám lên các cái dòng như là bếp ga này, rồi các cái máy hút mùi các thứ là các bác tẩy rất là sạch luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp. Giá sẽ là xịt bếp này, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bình xịt bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để mình tân trang nhà cửa này, dọn dẹp vệ sinh, rồi dao dựa các bác dắt lên cho nó ok. Thứ nhất là sạch đẹp, sáng bóng, thứ hai là sạch sẽ vệ sinh nhá. Đây. Chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 45 cm. Đó, và có 1 2 3 4 5 cái móc treo như này. Còn dao thì các bác dắt trực tiếp lên đây cho em. Lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì sẽ 90.000. Có kèm ốc ác hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Có kèm sẵn ốc luôn. Đấy. Có kèm sẵn ốc ác hẳn hoi như này thì về các bác sử dụng rất là đơn giản thôi, có ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bắt vít vào cho em là xong. Đấy. Khoan bắt vít vào cho em. Một là bắt lên cổng lên cửa, hai là các bác bắt lên tường, bắt lên tường. Đấy, có cả ốc sẵn cho các bác luôn. 90.000. Tiếp theo thì mùa chuẩn bị sang mùa mưa thấm rột rồi thì các bác dùng cái keo tôn này cho em. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10 bản của nó sẽ là 10 cm và giá thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cm và dài khoảng 5 m thì các bác bóc ra các bác dán lên cho em các cái phần tôn mà bị thấm rột nhá. Đấy, bên trên này của nó sẽ là một lớp giấy bạc này, giấy bạc chống nóng này, và bên dưới này của nó sẽ là một cái lớp cao su non thì các bác dán lên các cái vết nứt rất là ok luôn. Đấy, keo tôn nhá. Tiếp theo thì ngoài keo tôn thì bên shop cũng có một cái dòng keo chống thấm, đó là cái keo chai xịt chống thấm này. Đấy, thì cái này khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên, sau đó thì các bác xịt trực tiếp lên các cái vết nứt như này các bác này. Đấy, xịt trực tiếp lên vết nứt như này. Đó, xịt trực tiếp lên này cho em. Đó, thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này, khi xịt vào thì nó sẽ lấp đầy các cái lỗ trống như này nhá, lấp đầy các lỗ trống như này và nó sẽ đông cứng lại thì nước nó sẽ không thấm rột vào cái lỗ cứng này được. Đó, lỗ trống này được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em đó là xịt chống thấm nhá. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50.000 nhá. Xịt chống thấm này, xịt chống thấm giá sẽ là 50.000 cho một cái chai xịt chống thấm như này, 450ml các bác nhá. Xịt chống thấm này. Đấy. Thì đây, khi các bác xịt thì nó sẽ là phủ hết các cái phần khe hở như này và nó sẽ chống thấm rột rất là tốt luôn nhá. Đó, chống thấm rột rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Đây. Đấy, găng tay thức ăn như này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình chế biến thực phẩm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất là nhỏ gọn tiện ích nhá. Nhỏ gọn tiện ích và hàng rất là dai thì các bác có thể dùng để mình gọi là dùng đa di năng được luôn. Đấy, thứ nhất là làm thực phẩm, làm thức ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn này. Đấy.
chất liệu của nó là giấy bóng lụa nhá, siêu mềm và siêu dai luôn đấy, siêu mềm siêu dai, khi mà các bác đeo vào là nó như thật luôn, nó như thật luôn, thì mình dùng nó rất là tiện ích đấy, kể cả em cầm bút em viết cũng rất là ok này. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k trên một hộp này, số lượng từ 80 đến 100 cái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp hũ đựng gia vị này, giá sẽ là 15.000 trong cái hũ như này bằng thủy tinh nhá. Đấy, khi các bác về thì các bác lật ngửa cái phần này lên cho em, nó sẽ có cho các bác một cái nắp đậy như này. Đấy, một cái nắp như này các bác này. Đấy, cái nắp đây, và có thêm cho các bác một cái xìa luôn. Đó, một cái nắp như này. Con này ưu điểm của nó thì nó sẽ có sẵn cái xìa này luôn, các bác chỉ cần đậy cái xìa này mà thôi. Đấy, và khi mình xúc thì mình lấy đây này cho là xong. Đó, nó rất là tiện đây. Khi đậy vào thì ấn này xong, kín đáo sạch sẽ, không lo ruồi muỗi kiến gián này. Đấy, con này thì giá chỉ có 15k thôi, mà chất liệu của nó thì lại bằng thủy tinh, cho nên là rất là sạch sẽ. Giá sẽ là 15k nhé. Bên mãi giúp cho em đó là hũ gia vị nhá, hũ gia vị 15k cho một cái hũ gia vị như này, 15.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bình như này, thì các bác chuyên dùng để mình đựng nước rất là ok. Đấy, inox 316 này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích 1 lít này. Ưu điểm của con này thì rất là tiện này, các bác chỉ cần mở nắp như này ra cho em là xong, nó rất là tiện luôn. Thì các bác có thể uống trực tiếp này, hoặc là ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi hút tự động như này, thì các bác lắp một cái đầu này là một cái đầu vòi mềm này, thì các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình để xuống dưới đít này, để xuống dưới đít nhá, và một cái đầu vòi cứng này thì các bác lắp vào, sau đó thì mình để lên trên này. Đấy, nó sẽ là đầu mềm này để dưới này, thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em là xong. Inox 316 này, sáng bóng đẹp này, giữ sạch sẽ này các bác này. Đấy, có quai đeo này các bác này, có quai đeo này rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì cần mở cái nắp này ra là các bác mút trực tiếp vào cái đầu vòi này luôn. Đấy, hoặc có thể không dùng, không thích dùng cái nắp này thì các bác uống ở đây, uống cái đầu này hoặc mút ở đây. Đấy, đậy nắp lại này, ấn gioăng vào này, rất sạch sẽ luôn. Các bác có thể mua để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, thể dục thể thao đều ok hết nhá. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ thì trong cái nước đóng chai là có sẵn vi nhựa, cho nên là các bác không nên dùng cái nước đóng chai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, bình voi giá sẽ là 160k nhá. Đấy, dung tích của nó thì khoảng 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. 1 lít 2, 1 lít 3, hàng khá là to luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi vuông nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Đấy. 180.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn đằng trước như này. Đấy, đằng trước có 1 2 ngăn này, đằng sau một ngăn là 3 này, và một ngăn to là 4 này. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, có màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. 180.000, bên trong có hai ngăn nữa, một ngăn khóa và một ngăn phụ. Có màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám đen như này. Đấy, gọi là màu xanh và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Về nhà các bác cứ chuẩn bị bật lửa đây đốt thoải mái cho em. Đốt vô tư, đốt thoải mái, không phải lan tan. Đấy, tại vì con này thì bên shop bao cho các bác là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, 100% là chất liệu của nó là da bò tự nhiên, cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất là ngon lành cho các bác luôn. 100% là da bò tự nhiên như này. Đó. Về nhà các bác có thể lấy máy lửa đốt vào đây, đừng đốt vào cái chỗ phần chỉ, phần khóa này là được. Đấy, khóa bằng đồng các bác này, khóa bằng đồng rất là ngon luôn. Có quai đeo và sách đồng hành, chiều cao 25, chiều rộng 20. 180.000 cho một cái túi da bò như này nhá. Bên theo là túi vuông 180.000. Đó, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái điện thoại 4 sim này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại rất là chất lượng như này. Đấy, 4 sim cho các bác sử dụng luôn. Về nhà thì các bác bóc cái màng này ra cho nó, sau đó thì lắp sim vào cho em. Sim thì ở dưới đít này nhá. Đấy, 4 khai sim luôn. Giá sẽ là 450.000. 450.000 trong con điện thoại 4 sim như này. Rất tiện ích nhá. Con này thì có cả đèn pin này. Các bác ấn này lên cho em là một con đèn pin rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng để đi ban đêm nhá. Là một con đèn pin chứ không phải đèn led đâu. Có máy chụp ảnh các thứ đàng hoàng. 450k cho con điện thoại 4 sim như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về các mã hàng. Em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ giới thiệu nhanh tại vì các cái mã hàng này thì bên em cũng vẫn đang bán thường xuyên rồi, cho nên là em sẽ giới thiệu cơ bản là nhanh thôi để cho các bác nắm được nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, lên cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là 55k. Đó, trước tiên là giá là 55.000.
Tiếp theo đó là con này thì nó sẽ có cho bác là 6 ổ cắm này, 3 chân USB này. Dây thì nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng là trên 1 mét nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Đây em sẽ cắm trực tiếp cho bác xem. Dây thì nó sẽ dài và tầm khoảng 1 mét đi. Đó, đây có đèn báo đây các bạn, đèn báo sáng này, tắt đi này. Đấy, có đèn báo sáng cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì con này của nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đây, bật lên có đèn đỏ này, 3 chân USB nhá. Đó. Con này thì sẽ là 55.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên nó sẽ là con sạc béo này. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con sạc béo như này. Chiều dài của nó thì từ khoảng 90 đến 1 mét và nó sẽ có 3 chân sạc như này nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể mua cùng cái ổ xanh này mình dùng để mình sạc luôn này. Đấy, cắm sạc hoặc chạy các cái thiết bị rất là ok này. Đấy. Và con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo ở đầu này nhá. Có đèn báo ở đầu này các bác này. Đấy, có đèn báo ở đầu như này. Và con này thì giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Còn tiếp theo thì nó sẽ có cho bác là một con sạc gầy này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000. Đấy thì con sạc gầy này của nó thì nó sẽ là sợi dù. Còn con sạc béo này thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sợi cao su non nhá, thuộc dạng cao su non. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, hai mẫu như này các bác này. Đấy. Và chiều dài của nó thì nó tương đương nhau vào khoảng từ 90 cm đến 1 mét nhá. Đấy, từ 90 cm đến 1 mét. Thì các bác con này lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này sẽ là 50k nhá. Đấy. Con sạc béo này là 50k này. Đó, 50k. Đó, con này sẽ là 50k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con sạc gầy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày này. Đấy, cái giấy lau giày này thì một bịch này của nó thì được khoảng tầm là 30 cái nhá, tầm khoảng 30 cái. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lướt qua nhanh thôi. Đấy, đây. Lướt qua nhanh thì các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này và bên shop bán là 50.000 ba bịch nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái dép của em nó đang bẩn như này này, đấy đang bẩn này. Các bác đưa vào các bác tẩy đi này. Đấy, đưa vào tẩy đi. Cầm cho anh cái rẻ đây nào. Đấy. Các bác đưa vào các bác đánh đi cho em. Đó. Đánh đi cho em như này. Đó. Trực quan sinh động luôn các bác nhá. Đấy, trực quan sinh động luôn. Đấy, thì nói chung là nó sẽ không được sạch như mới nhưng mà nó cũng phải tới 80-90% các bác nhá. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn các bác khi mà đã đi nó đã bẩn vào rồi thì khó có thể mà là sạch như mới được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi các cái chất tẩy thì nó sẽ giúp cho các bác tẩy sạch luôn. Đấy, mùi thì lại rất là thơm và dễ chịu nhá. Đấy thì các bác đưa vào các bác tẩy đi cho em. Nếu có thời gian thì các bác cứ để như này cho nó thấm vào một lúc tầm 3-5 phút. Sau đó đây các bác lau đi cho em. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó sẽ rất là khác biệt luôn nhá. Đây. Đấy bác thấy không này, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, sạch. Rất sạch luôn. Đó thì đây. Đây nó sẽ là hai bên các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch nhá. Và sẽ là 50.000 ba bịch. Đây mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, sẽ là 20k trên một bịch như này và 50.000 cho ba bịch nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy. Có kèm sẵn pin rồi. Về nhà thì các bác chỉ việc là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Và con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn, lắp pin vào đây cho em. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Lên cho em là cân 5 nhá, giá sẽ là 50k. Các bác dùng trong nhà bếp các thứ thì rất là ok nhá. Lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá, 50k cho cái cân 5 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Nên cho em là chảo chiên ngập dầu thì đây nó sẽ là một con chảo kèm với các bác một cái dàn để các bác để đồ ăn như này. Đấy thì các bác chiên rán nem rồi các cái loại thực phẩm đều ok hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật, đường kính của nó sẽ là 20 cm. Đấy các bác này. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Có tráng đá chống dính nhá. Con này có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thì các bác cứ cho ngập dầu vào đây sau đó thì mình chiên nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, giá sẽ là 100k. Đó, chảo chiên ngập dầu này. Chảo ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu này nhá. 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác mua về cho các em nó sử dụng trực tiếp luôn, nó rất là tiện. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là rất nhiều các cái thẻ, có tới cho các bác là hơn 200 chiếc luôn. Đấy, với các cái chủ đề, các cái câu hỏi khác nhau. Đó, các cái chủ đề, các ngôn ngữ khác nhau. Các bác bật cái phím nguồn này lên xem này. Bật phím nguồn này lên này. Đấy. Bật phím nguồn này lên. Sau đó thì các bác lắp thẻ vào là nó sử dụng thôi. Đấy. Đây. Có to nhỏ hết các bác nhá. Đây và có chân sạc đây. Nó chạy bằng pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em.
Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì con này nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Con này hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em. Đấy, có những cái con mà nó sẽ là để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá chỉ có 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này thôi. 90k nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em bé nhà mình luyện tập nhá. Luyện tập rồi vừa vui chơi vừa giải trí luôn. Đây các bác này. Đấy. Xin chào đấy. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thì các bác bắt đầu bật lên cho em này. Bật lên cho em, sau đó thì bắt đầu mình cho thẻ vào này. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 112 cái thẻ luôn. Bố. Father. Đấy, tiếng Anh nhá, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, đây. Màu sắc này. Màu cam. Orange. Đấy, thì đầy đủ cho các bác tiếng Anh, tiếng Việt rồi các cái dòng ngôn ngữ và các cái chủ đề khác nhau để cho các bác cho các em nó thỏa sức vui chơi sáng tạo và lựa chọn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Thì con này rất là tiện và bổ ích để cho các bác, cho các em nó chơi tránh xa điện thoại máy tính bảng. Đấy, và nó cũng vẫn là một cái dòng đồ chơi công nghệ rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá, máy đọc thẻ này. Giá sẽ là 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đó. Cái này để đứng nó lên Minh, để xong là để đổ đồ vào rồi nó vỡ. Cái đấy. Ừ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác tiếp tục cái dòng đũa Nhật nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên xem là đũa Nhật, giá của nó thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Một vỉ của nó thì 10 đôi như này. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, 200 độ C này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Chống vi khuẩn, chống nấm mốc này. Con này các bác dùng thì dùng cho em từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, không lo hề hấn gì các bác nhá. Đây, kháng khuẩn lên tới 99%, chịu được nhiệt độ là 200 độ C, được làm từ sợi thủy tinh. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một bịch đũa Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái con cam, nó là một cái đèn thôi, nó là một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà nó sẽ là giả cam. Đấy, thì nó rất là tiện đây. Đấy, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác có sẵn đầu đấu rồi, các bác đấu lên cho em là xong. Đó, có sẵn đầu đấu rồi các bác nhá, các bác chỉ cần đấu lên cho em là xong. Đấy, con này thì nó hết pin rồi, hết pin thì về nhà các bác chỉ cần để ra ngoài ánh sáng là pin nó sẽ lại lên thôi. Đấy, tại vì là cái này thì để lâu nó sẽ hết cái pin năng lượng các bác, nó chạy bằng pin năng lượng mà. Đó, thì về nhà các bác để ra ngoài sáng cho em là ok, là nó sẽ lại có pin thôi. Đó. Đây các bác này, đấy đấy nhá. Thì con này nó là dòng cảm biến các bác, ban đêm thì nó sẽ lên và ban ngày thì nó sẽ tự tắt nhá. Đây, đây ví dụ như em che cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này các bác này. Đấy, đây. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là cũng rất là sáng luôn, thì các bác có thể dùng thoải mái này. Đấy, đây các bác thấy không, em che tấm pin đi nó sẽ lên này. Đấy, tức là ban đêm là khi mà mặt trời nó không còn sáng nữa thì cái tấm pin này nó sẽ bị tối là nó sẽ lên, còn ban ngày thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng để nó sạc pin. Thì nó rất là tiện này các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Con này thì giá chỉ có 100k thôi nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, thì các bác có thể mua về mình sử dụng, vừa là làm một chiếc cam bình thường, vừa là để lấy ánh sáng luôn. Đó, đây, về nhà các bác lắp đặt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, lắp đặt lên. Đấy, nó là cảm biến, các bác có thể dùng điều khiển, nó có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy, lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình, giá sẽ là cam mô hình này. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con cam mô hình như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là rất là nhỏ gọn luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là quần áo này, mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Đấy, và các bác tháo cái này ra để mình châm nước vào đây cho em. Châm nước vào cái cán này, sau đó thì các bác lại lắp vào cho em. Đấy, và mình nhấp này, nước nó sẽ ra này. Đấy, con này sử dụng điện 220, mâm rất là dày luôn và nóng siêu nhanh luôn nhá. Thì nó rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì miễn chê luôn các bạn, miễn chê luôn. Đó, nóng nhanh, rất là ngon và nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 15-17 cm và có thể gấp gọn này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn.
lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini này, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho một em bàn là hơi nước mini như này. Thì con này khá là tuyệt vời và tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Đấy rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhé. Các bác lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là hàng dung tích của nó là 3,5 lít này, sử dụng điện 220V và dung tích của nó sẽ là 1360W nhé, 1360W. Hàng của thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi lẩu đa di năng luôn. Dung tích là rất là lớn nhá, 3,5 lít nhá. Các bác có thể dùng đa di năng kia. Đấy. Thì rất là mình dùng để chiên rán xào nấu đều được hết nhá. Vung của nó là kính cường lực này, vung kính cường lực này. Con này các bác dùng để ăn lẩu thì nó rất là tiện. Ưu điểm là khi mà các bác sử dụng hay là các bác không cần phải mất thêm nồi nữa, mất thêm nồi nữa. Hàng của thương hiệu Osaka này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là mạ vàng rất là đẹp như này. Và bên trong thì nó sẽ là tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính 3,5 lít. Các bác ăn từ 10 đến 15 người rất là ok luôn. Đấy, từ 10 đến 15 người ăn rất là ok, rất là dày dẫn chắc chắn này. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng chiên rán xào nấu đều được hết nhá, chiên rán xào nấu hấp đều được hết luôn. Đấy, và có sẵn cho các bác là dây cáp cắm này. Kèm cho các bác là đây là cái nắp quai này, về nhà các bác tự xoáy ốc vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái vung kính cường lực nha. Đấy. Hàng thì rất là chất lượng và đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka này, đó. Nồi lẩu Osaka. Osaka 390 đúng không? 390k nhá. Giá 390.000 cho một con nồi lẩu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khay giấy bằng nhựa nhá, khay giấy bằng nhựa. Đấy, con này thì nó cũng là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 Các bác lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con khay giấy như này nhá. Khay giấy bằng nhựa, giá thanh lý cho các bác, giá chỉ còn là 90k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 90k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là 10 cm. Rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa như này, rất là đẹp nhá. Đấy, hàng rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất là tốt nhá. Lên thì em là khay giấy bằng nhựa nhá, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là cái này đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một cái đầu như này. Một cái đầu này về nhà các bác lắp vào cái này bán bao nhiêu nhỉ? Các bác lắp vào cái máy khoan cầm khoan pin cầm tay cho em nhá. Đấy, sau đó thì các bác đưa vào này là nó sẽ di chuyển, là nó sẽ giúp cắt tôn rất là tốt luôn. Đây, các bác lắp vào thì nó sẽ có hướng dẫn cho các bác như này. Con này chuyên dùng để cắt tôn rất là ngon nhá, cắt tôn rất là ngon. Tôn múi, tôn miếng cắt đều được hết nhá. Tôn múi, tôn miếng dày mỏng cắt đều được hết. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000. Đó. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. Đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k cho một cái đầu cắt tôn như này. Đây các bác này, đấy, nó sẽ là một cái đầu cắt như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Lắp vào, các bác lắp vào cho em vào cái khoan pin, nó rất là dễ dàng không? Đấy, rất là dễ dàng và tiện dụng này. Đấy. Các bác thấy không? Cắt rất là chậm luôn nha. Đấy. Đấy. Ví dụ mà các bác muốn cắt tôn sóng ấy, thì các bác đưa cái đầu cắt tôn này uốn lượn cho sóng của tôn này. Đấy, em sẽ cắt thử làm mẫu để các bác nhìn này. Cắt rất là ngọt và hiệu quả. Đấy, còn đối với cái tôn giá sẽ là 140.000 cho cái đầu cắt tôn nhá. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, về nhà thì nó có cái màng giấy bóng ở đây, các bác bóc xem cái màng giấy bóng này đi này. Đấy, ba cái màng giấy bóng này đi, màng giấy bóng này nó sẽ là tượng trưng này, các bác bóc đi cho em. Sau đó thì mình lắp cho em cái viên pin vào. Đấy, cái này thì có tặng kèm cho các bác một viên pin sẵn đây rồi. Đấy, có sẵn viên pin tặng kèm rồi, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đó. Và con này thì các bác muốn cài đặt giờ thì rất là đơn giản thôi, cứ đúng 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em. Lắp vào là nó sẽ nảy 12 giờ trưa luôn. Đấy, 12 giờ trưa nhá. Cập nhật nhiệt độ của nó đang là 21 độ C, độ ẩm hôm nay rất là cao, 99% luôn. Đó, thì lưu ý các bác là các bác muốn cài đặt giờ thì lắp đúng cho em 12 giờ trưa là xong, rất đơn giản vậy thôi. Đó. Và có cái màng giấy bóng này các bác bóc ra. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá của nó sẽ là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng giá xoay điện thoại nhá. Đấy, con này thì sẽ là 40.000. 40.000 cho một con giá xoay như này. Con này thì các bác lật cái này lên này. Lật cái này lên. Sau đó thì các bác có thể rút cái này lên, rút này lên cao như này. Và các bác đặt cái điện thoại vào đây cho em. Đấy, đặt điện thoại vào đây. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, có thể để đứng và để nằm đều được hết nhá. Để đứng để nằm đều được hết. Đấy, con này thì em sẽ gọi nó là giá xoay nhá. Và giá xoay. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con giá xoay như này nhá. 40k. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 25.000 cho một con giá xoay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay. Đấy, giá xoay 25k. Đó, giá xoay này. Giá xoay, giá của nó sẽ là 25k cho một con giá xoay như này. 25.000 các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã nữa. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Con này thì lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Khi em gửi cho các bác thì giờ về nhà thì các bác tự lắp đặt vào cho em. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút như này. Và các bác có thể để như này. Đấy, sau đó thì mình lắc này. Đấy, điều chỉnh ngoắt nhéo lên xuống này. Hoặc là xoay ngang xoay ngược đều được hết nhá. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá xoay điện thoại như này sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một con giá xoay điện thoại như này. À, con giá đỡ điện thoại như này. Lên cho em là giá đỡ điện thoại 30k. Qua lên cho em là giá đỡ điện thoại nha. Giá đỡ điện thoại 30.000. Đó. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30k nhá. Còn con bé này thì nó sẽ là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay 25.000. Đó. Giá xoay này 25k luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai dòng. Một là bơm 1 ti và bơm 2 ti. Cái này thì em giới thiệu qua thôi, tại vì là bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì nó sẽ là mấy con bơm 1 ti như này. Con này thì sẽ là 100 cành. 100 cành thì em bơm 1 ti như này nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và tính năng sử dụng thì khá là ưu việt nhá. Đấy. Các bác có thể mang đi bỏ vào cốp xe này. Mang đi khi mà mình di chuyển ngoài đường nhiều mà hay bị thủng xăng thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Đấy, dây của nó là dây vải nhá. Dây vải như này. Đấy, dây của nó là dây cao su bọc vải như này. Rất tiện ích luôn. Nhỏ gọn, tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Đấy. Bơm 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000. 100.000 cho mấy em bơm 1 ti như này nhá. Con này là 1 ti này. 1 ti giá sẽ là 100k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái con này là con 2 ti này. Đấy, con này là con 2 ti. Con này thì giá sẽ là 250.000. Và bên shop cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay made in Japan này. 2 ti to khỏe. Con kia thì cân được bơm được khoảng 7 cân, con này thì bơm được 10 cân hơi nhá, 10 cân hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đây, có đầu bơm phao, bơm bóng, bơm các kiểu con đều được luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 230 bóng nghiệp cho bé đi. 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bơm 2 ti như này. 230.000 các bác nhá. 230.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti, đó. Bơm 2 ti 230k. 230k cho con bơm 2 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đu đèn cảm ứng nhá. Đấy, đu đèn cảm ứng. Viết hết đi cho nó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà thì các bác đấu điện 220 và cho em, sau đó thì các bác xoáy bóng đèn vào đây. Đấy là khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi lại thì nó sẽ lại tắt này. Đấy, con này thì có thể là các bác để ban ngày ban đêm này, và cả ngày cả đêm này, và độ sáng và thời gian sáng này. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đuôi đèn cảm ứng này luôn. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đây các bác này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi, cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa, anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Giá thì sẽ là giá thì sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một hộp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái xiên hoa quả như này, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc. 10 chiếc. Các bác dùng để xiên hoa quả, xiên thực phẩm, thức ăn, đồ chiên, đồ rán đều được hết nhá. Đấy, rất là tiện. Dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Xiên hoa quả này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 50.000 cho 10 chiếc nhá. 50.000 cho 10 chiếc. Đấy. Lên thì em là xiên hoa quả nhá. Đấy. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. Đó, xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. 50k cho con xiên hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho bác cái xương khớp nhá. Đấy, lọ xương khớp này. Đấy. Lọ xương khớp này. Thì con này các bác chuyên dùng để bôi trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Đấy. Nó sẽ là được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi các cái loại côn trùng đây. Đấy. Bọ cạp, sạch sùng, rồi rắn, rồi cóc kiết các thứ như này. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá con nhá. Đấy. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k. Đó, 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi hộp thuốc kiến rán nhá. Hộp thuốc kiến rán. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 12 viên. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, nó là thuốc sinh học nhá. Thuộc các cái chế phẩm sinh học cực kỳ an toàn luôn. Đó đây. Thì đây nó sẽ là dòng như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một viên như này. Các bác ném vào gầm bàn, gầm ghế, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Đó. Giá sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thuốc diệt kiến rán nhá. Giá sẽ là 50k. Một hộp này nó là 12 viên. Hàng thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Đây. Đấy, thị phần bán của nó số 1 của Nhật Bản luôn các bác nhá. Hộp này 12 viên. Chỉ các loại là rán to, rán nhỏ, trứng rán, kiến rán, rán lớn, rán bé đều chết hết nhá. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này. Một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt, nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Đấy. Hàng rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng
cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này, đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên là các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k trong một bịch như này, 100.000 trong một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây. Hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này. Và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k. 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy, đây. Nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm vào như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này. Ra cái lỗ này các bác này. Đấy, những cái lỗ này. Những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp vào. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy. Sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá là giò luôn. Đấy, 35.000 trong cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên, thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp đựng tăm như này thôi.
95k một chiếc nhá. Đấy, 95.000 cho một hộp đường tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 cho một cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì ngay bên shop về các bác cái sản phẩm nó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên trên là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi về nhận thức và hành động của nhân dân. To, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò ở đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc và là dùng thôi. Con này thì các bác lên trên là đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này. Ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng. Là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là không nhận hàng. Đấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi. Thì các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Đấy, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái keo vá tường nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ có cho các bác một cái đầu vòi như này để các bác lắp vào. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái dòng keo trắng như này. Các bác dùng để mình vá vào các cái phần tường mà nó bị bong chốc, bị nứt, bị dàn các bác nhá. Đấy, các bác bôi vào cho em như này. Đấy, bôi vào cho em như này là xong. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng keo như này. Nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch, làm trắng và rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhé. 40k. Các cái phần tường bị bong chốc, bị thấm rột các bác cho vào cho em. 40k. Lên cho em là keo vá tường. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhé. Các cái phần tường bị bong chốc, thấm rột hoặc là bị bẩn, bị bôi này. Đấy. Nhà các bác có trẻ con tô vẽ này hoặc nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm rột. Các bác cứ bôi vào cho em là xong. Đấy, các bác cứ bôi vào cho em xong. Rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. 40.000. Đấy, đây, các cái phần tường nhà các bác bị thấm ruột, bong chốc này, hoặc các cái ổ điện, ổ điếc này. Đấy, các bác bôi vào cho em là xong nhá. Bôi vào sau đó thì mình vệ sinh đi là xong. Đó, mình làm cho nó nhẵn nhụi đi là xong nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì cũng rất là tiện luôn này. Đấy, màu cầu vồng này khá tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đây, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Đó, nó vào khoảng là trên 100 chi tiết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là vào trên 100 chi tiết luôn. À 150 chi tiết các bác này, 150 món tất cả luôn. Tổng là 150 món nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok. Để các em nó học hành rồi sáng tạo, tô vẽ, rất tiện ích luôn. Bên trên là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy, rất đẹp cho các bác nhá, rất đẹp luôn. Đó. Ở đây thì combo đầy đủ cho các bác luôn nhá. Màu bột, màu sáp, màu nước, màu chì, bút chì rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác mua về để làm quà sinh nhật này, quà tặng hoặc là cho con em nhà mình rất là ok. Tiếp em lên cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhé. Túi đựng rác thì con này rất là tiện. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là 100 cái luôn. Bịch này sẽ là 100 cái nhé. Kích thước của nó sẽ là 45x50. Thì các bác mua về mình đựng rác rất là tiện các bạn. Đựng rác rất là tiện.
thì nếu như các bác đựng cái túi bình thường thì kích thước của nó không vừa mà nó lại tốn. Cái này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. Đấy. Về nhà thì nó sẽ là từng đoạn một như này. Từng đoạn một này và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần như này. Các bác chỉ cần là bóc ra cho em là xong nhá. Đấy, bóc ra cho em là xong. Rất là tiện luôn này. Cả đấy, coi theo. Bóc ra như này. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Giá thì rất hợp lý rồi. Một cái hộp, một cái quận như này mà giá bên shop đang gửi cho các bác giá chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng rác nhá. Kích thước của nó sẽ là 45 x 50 nhá. Đấy, rất là to luôn các bác này. Là cái thùng rác bình thường là thoải mái vừa luôn nhá. Đấy, chất của nó thì rất là dai. Đấy, các bác đựng rác nặng cũng rất là ok. Đấy, sau đó thì khi mà mình đựng rác xong thì ở đây nó sẽ có quai như này. Các bác chỉ cần rút lên như này thôi. Rút lên như này là xong. Đó, rút này mình xách. Xách đi mình đi đổ này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là túi đựng rác nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 một bịch này, mà một bịch này của nó tới 100 túi luôn nhá. 50.000 một bịch 100 túi nhá. Đấy, 50k nhá. 50k trên bịch 100 túi, như vậy là các bác mua cũng không mất đáng bao nhiêu tiền. Đấy, và rất hợp lý luôn các bác này. Đấy, có túi sạch như này, bỏ vào thùng rác vuông vắn đẹp sạch sẽ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Rất là dài nhá. Túi của nó rất là dài luôn, dùng rất là thích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto thì con này các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình làm thợ, làm nghề, làm cơ khí. Con này thì hàng của thương hiệu Asaki nhá. Asaki. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con Eto hàng của Asaki như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Eto kẹp nhá. Đấy, Eto kẹp. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, bằng thép rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, bằng thép nhá. Siêu dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác kẹp vào bàn này, kẹp vào các cái khu vực nào mình dùng để mình cắt mài đục đẽo. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con Eto như này. Hàng thương hiệu Asaki, tem nhôm hẳn hoi các bác này. Đấy, Asaki đây. Đấy, tem nhôm hẳn hoi. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ chất rồi. Chỉ có 180.000 cho một con Eto như này thôi. 180k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện này. Đấy, 60.000 trong con bàn chải điện như này. Giá siêu rẻ luôn. Mà đã kèm cho các bác là đi 4 đầu bàn chải rồi. Tính ra các bác mua không cái máy. Đấy, 4 đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải như này. Thêm một con máy và một cáp sạc nữa. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Đấy, đây các bác này. Khi bật thì giữ lì cho em nhá. Đấy, khi các bác bật thì giữ lì cho em. Đó. Còn con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy. Tần suất dung của nó sẽ là đấy. Tần suất dung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhé. 32.000 lần trên 1 phút. Thì con này dùng rất là tiện. Các bác dùng để mình đấy, đánh răng này, vệ sinh răng lợi. Và nó có rất nhiều chế độ nha. Làm sạch, làm trắng này. Và có kèm cho các bác là 4 cái đầu bàn chải này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhé. Đấy, một lần sạc này các bác dùng phải cả tuần mới tuần mới 10 ngày mới hết pin. Cho nên là rất là tiện. Lên cho là bàn chải điện giá sẽ là 60.000. Bàn chải điện này 60k nhá. 60.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cân nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Chỉ cân được 5 cân thôi. Đấy. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lô này thì nó lại có kèm pin. Có lô thì không có kèm pin đâu. Bác cũng thông cảm thôi. Hàng về theo lô nhá. Đó, lắp vào là xong. Con này thì chỉ có 50.000 thôi. Cân 5 nó sẽ cân được 5 cân và có chức năng trừ bì. Đây, em đặt lên cân cho các bác xem này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là cái con đèn này của nó sẽ là 300 đây. 394g này. Sau đó thì các bác nhấn nút này là nó sẽ về 0 này. Sau đó thì các bác lại cân này, ví dụ em cân con dao này. Con dao này sẽ là 72g này. Đó, thì các bác bỏ ra nó lại về cái cân số 0. Đó, và bỏ ra thì nó lại về cái cân này. Đó, và các bác nhấn nút nguồn này là sẽ về 0. Con này các bác dùng để cân trong nhà bếp. Đấy, cân trong nhà bếp. Lên cho em là cân 5 nhá. Cân 5, giá sẽ là 50k. Cân được là 5kg nhá. 5kg. Đấy, 5kg tối đa. Đây, 5kg này. Tính bằng gam nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dán thải độc chân nhá. Thì đây nó sẽ là một cái
bịch miếng dán thải độc chân. Thì con này dùng rất là tiện. Khi mà các bác dùng mà chân tay mình bị đau mỏi, đau nhức thì các bác dùng này xem. Bao gồm cho các bác là 50 gói thuốc và 50 miếng dán như này. Để các bác dùng để mình dán vào các cái phần mà chân tay bị đau mỏi, đau nhức để các bác dán vào chân. Đặc biệt là gan và chân rất là tốt luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Giá sẽ là 50k. À 40k nhá. Giá rất rẻ, 40.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất ok nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô của Hàn Quốc này. Đấy thì nó sẽ đựng trong hộp này, các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc mang đi làm quà đi Tết, rất là ok. Đây. Chất liệu của nó là nho tự nhiên nhá, hàng thì được phân phối bởi tập đoàn Samsung này. Đó, và đây thì nó sẽ là màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn nhá. Đấy, màu nho tự nhiên rất đẹp luôn. Chất liệu của nó rất là đẹp. Đó, đây, một bịch này của nó thì đóng gói rất là đẹp luôn. Hàng của Hàn Quốc này, Korea 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000 nha. 90.000 cho một bịch nho khô như này thì rất là tiện các bạn. Các bác dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là làm đồ Tết. Đấy, đựng trong một cái túi như này rất lịch sự luôn. Đây, Samsung này, nó rất chất lượng nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, mẫu 5m và mẫu 7m rưỡi. Hàng đều là của thương hiệu Nhật hết này. Đấy, Sanpu của Nhật các bạn này. Đấy, Japan này. Con này thì sẽ là dòng 5m nhá. Rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm này. Đấy, rất tiện luôn. Con 5m này thì 40.000. Đó. Còn 7m rưỡi này sẽ là 50.000. Ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm. Rút ra nó sẽ tự hãm. Các bác nhả ăn đâu nó vào đấy. Đấy, rất là tiện luôn. Thì dùng rất là sướng. Không lo phải tính toán đến cái việc là hãm tay hãm chân. Đó, rất là tiện. Giá thì con 7m rưỡi này là 50.000 nhá. Và con 5m này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng dao dọc giấy này. Đây, rất tiện ích luôn. Đó. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao như này. Đó. Cái này chỉ còn có một đôi này thôi à? Bán hết rồi à? Đấy thì rồi. Đây thì nó sẽ là một con dao như này. Bán lẻ sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì em bán cho các bác 10.000 một chiếc. Về nhà các bác thích dùng cùn thì mình thay lưỡi cho em. Đấy, và con này rất là tiện. Thì bên trong của nó là bằng nhựa cứng, bên ngoài bằng cao su. Dùng thì cực kỳ là đầm và chắc tay nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 15.000 một chiếc như này. Mua 3 chiếc thì sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em còn mấy cái máy sấy tóc mini nữa này. Đấy, mấy cái máy sấy tóc mini như này. Đấy, con này em đang bán là 90.000. Thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho bác là giá đây. Đấy. Hàng thương hiệu Toshiba nhá, nóng rất là nhanh luôn. Đấy, sử dụng điện 220V. Đang bán là 90.000 nhá. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe, nóng nhanh luôn. Sử dụng điện 220V nhá. Đấy, con này thì em thanh lý nốt cho bác với giá 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc cho một con máy sấy tóc như này. Đấy, các bác mua thì liên hệ nhá. Đấy, liên hệ. Rồi ok. Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho một con hồ lô tưới cây này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này.
Đấy, thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi các bác nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Lên tem đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên Thái nhá. Đấy, các bác lên tem là bộ dao chuyên Thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên Thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này. Con giá đỡ rất là xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng nhựa meca nhá, nhựa meca. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé. Con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên Thái này. Bộ dao này. Đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên Thái nhá. Chuyên Thái này. Đấy, thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá, 150.000 cho bộ dao, không thể tin nổi luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái nhọn này. Đấy, bỏ cho anh tờ giấy đây. Một con dao thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao thái bản nhỡ đây này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30cm các bác này. Đấy, dao thấy khủng khiếp chưa các bác ơi. Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan các bác này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy, thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt. Đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này. Combo cho các bác 6 món. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi, dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này và một cáp điện này. Đấy. Các bác đậy vào đây cho em. Sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy. Đậy vào. Đậy vào, nhấp cái nắp này vào. Rất là nhỏ gọn luôn. Hàng thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 lít 2 là cả vỏ nhá. Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp cho em. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi. Lấy cho anh cái dây điện vàng. Về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì
Em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng chói sáng trang luôn, sáng loè cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000 5 cánh này. Hả? 120K nhá. 120K cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá. 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy, 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, 200W 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá. Quá khủng khiếp rồi. Đó, các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn Tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190K nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này, cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy. Bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270K và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Các bạn này, đấy, nó sẽ là một cái điều khiển như này. Cho nên mình cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha. Và thực tế thì bà con mình dùng á thì nó rất là ok 200. Luôn các bạn nhá. Đây đây các bạn này. Tâm sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha. Sau đó chúng ta bấm lên tay remote bật tắt này các bạn này, rồi nó nhấp nháy lại một lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bạn nhá, rất là đơn giản ha, thao tác đơn giản lắm. Rồi đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này, một lọ nước hoa như này, kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này, và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em, cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Đó. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây, hotel các bác này. Đấy, chuyên dùng nhà hàng khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30k trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần, để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này và một chiếc vật như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con mũi nó bay vào nó sẽ chập này con này. Đấy, oánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh cái kiềng này. Cái bếp ga. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, 3 chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt muỗi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt muỗi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt muỗi thông thường thì các bác chỉ cần là
chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá, thì các bác dùng con này thì em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật vật đứng nhá. Đấy, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130 cành nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình đó là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó, các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Được thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp, giảm thời gian đun nấu từ 20-30%, do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đấy, giá chỉ có 25.000 các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá, các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này, đó. Vòng vàng này. Điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này, bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15 cm, chiều cao thì khoảng 5-7 cm các nhá. Đấy, đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt tráng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc thêm cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá. Rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hẹn giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá. Máy vít đây. Đấy, thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, các bác theo, rất là ngon lành luôn nhá. Đó, 130.000 cho con máy vít này, chạy bằng pin. Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt. Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Lên cho là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây, nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn
3W các bác nhá. Bóng đèn 3W. Giá thì chỉ có 10k cho một quả nha các bác này. Đấy. Đây shop gửi tới các bác giá sẽ là 10.000 cho một quả bóng đèn 3W thế này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là bóng đèn 3W. Con này thì mặc định của nhà sản xuất nó sẽ là 3W các bác nhá. 3W còn độ sáng thì đây, rất tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, công suất của nó là 3W nhá. Độ sáng vừa phải. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ở cái khu vực nào mà mình không thường xuyên đi lại, nhưng mà các bác không sử dụng ánh sáng mạnh thì các bác dùng con này cho em. Ví dụ như là các bác dùng ở trong phòng ngủ này, hoặc là các cái phần hành lang này hay phải đi lại nhiều mà không muốn tắt bật. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Nó sẽ có chiếu sáng vừa phải và không quá là sáng, không và rất tiết kiệm điện nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V và công suất là 3W. Đấy, dùng làm đèn ngủ cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một quả như này là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, lên xem là bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. Bóng đèn 3W này, giá sẽ là 10k cho một quả nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy bắt cam nhá. Thì con này rất là tiện ích luôn, sử dụng điện 220V. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong này. Đấy. Và con này thì ưu điểm của nó khi các bác nhấp vào này là nó sẽ xoay này. Đấy, đây. Nhấp vào nó sẽ xoay này. Đấy, các bác theo. Đây, xoay này. Và nó sẽ có chế độ đảo chiều luôn. Có chế độ đảo chiều như này thì nó rất là tiện ích. Thì khi các bác vắt cam thì mình ép cái quả cam vào đây anh em này. Đó là nó sẽ vắt ra thôi. Đấy, thì các bác nhấp này bỏ này, nhấp này bỏ thì nó sẽ lại đảo chiều cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 700ml và sử dụng điện 220V nhá. Rất là tiện ích luôn. Đấy, tháo lắp rất là dễ dàng và vệ sinh sạch sẽ, rất là ngon này các bác, chỉ cần nhấp này là máy chạy này, nhấp này máy chạy qua này. Đó. Và có chế độ đảo chiều luôn thì các bác không cần phải dùng bằng tay. Vắt bằng tay thì nó rất là mỏi tay và rất là kiệt sức, nhưng mà vắt bằng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam. Đó. Máy vắt cam giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá. Giá sẽ là 190k một chiếc nhá. 190.000 cho một con máy vắt cam. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng bàn chải cực kỳ tiện dụng luôn. Một bàn chải như này, một bộ như này các bác đã được tặng kèm thêm là 4 cái đầu bàn chải rồi. Như vậy là các bác mua mà giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một con bàn chải điện như này thì nói chung là giá siêu rẻ thôi. Đấy, tính ra là vào các bác chỉ mua bàn chải thôi chứ còn không mất tiền mua máy nhá. Đấy, bàn chải này sẽ là tính ra là 4 cái là 45-60, tức là mua vào 15.000 cho một cái đầu bàn chải như này. Đấy, và đây có 4 đầu bàn chải luôn. Đó. Con này thì tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. Đó, rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rung rất là mạnh luôn thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là ok nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý luôn. Đó. Nó sẽ có rất là nhiều chế độ rung khác nhau các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn nhá, và các bác sẽ được tặng kèm 4 đầu bàn chải như này luôn. 4 đầu bàn chải như này và có kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nữa. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, một cái bộ bàn chải điện như này. Giá chỉ có 60.000 thôi, vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn và rất là nhiều chế độ nhá. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k một bộ này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái máy máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Bây giờ mà các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, một con máy như này nó sẽ bán cho các bác khoảng là 500-700.000. Nhưng mà riêng bên shop Phạm Huấn thì bán tri ân cho khách hàng giá chỉ có 260.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn, 260.000. Con này thì chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bác nào mà chuyên bị các cái bệnh về huyết áp, về nhịp tim thì các bác nên mua con máy này. Đấy, trong nhà mình sẵn sàng có một con máy này. Con này thì nó sẽ là sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi, bên em bán thì không kèm pin đâu. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k nhá, 260.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn các bác nhá. Bác nào mà bị các bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao thì nên sắm một con này ở trong gia đình nhà mình để mình tự kiểm tra, nó rất là tốt luôn. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim. Giá hiệu thuốc mua con này khoảng 500-600.000 đấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi da bò nhá. Một con túi da bò cực kỳ chất lượng như này. Đấy, và nó sẽ là một cái dòng túi vuông nhá, túi vuông có quai đeo cho bác luôn, quai đeo bên trong này nhá. Đấy, 100% da bò tự nhiên. Con này em bao cho các bác về các bác đốt thoải mái cho em nhá. Đốt thoải mái nhá, nhưng mà đốt vào giữa này cho em này. Đốt vào giữa này, đừng đốt vào cái phần chỉ khâu nhá. Đấy. Và đừng đốt vào cái phần khóa này nhá. Đấy. Hàng dày dẫn chắc chắn, chiều cao là 25, chiều rộng là 20. Đấy, bên trong thì có sẽ có hai ngăn, một ngăn không có khóa và một ngăn có khóa này. Bên ngoài thì có một hai ngăn này. Đằng trước là hai ngăn, đằng sau ngăn nữa là ba ngăn này. Nói chung rất là nhiều ngăn luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng.
cả quai đeo cả quai sách luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi vuông nhá, túi vuông. Giá sẽ là túi da bò vuông này, hoặc là lên cho em là túi vuông là được rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông này nhá. 180k cho một con túi vuông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái chổi tam giác nhá. Chổi tam giác thì con này nó sẽ có 3 phần. Đấy, có 3 phần cho các bác luôn. Đấy, sẽ có 3 phần như này, tức là có 3 khúc nhá. Đấy, 3 chi tiết như này. Bao gồm là một cái đầu chổi như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác kết nối vào cho em là xong. Đây, xoáy vào cho em như này. Chiều dài của nó khi mà các bác xoáy vào thì nó vào khoảng là 1m3, 1m2. Đấy, xoáy vào cho em như này là xong này. Đấy, kết nối này và xoáy cái đầu này vào này. Và con này thì nó sẽ là chức năng của nó sẽ là xoay 360 độ được luôn nhá. Xoay 360 độ. Vắt khi vắt thì các bác cho xà bông vào, cho xà bông vào và cho nước vào đây để cho nó mềm như này ra, cho nó dễ kéo nhá. Đấy, thì khi có xà bông vào nó sẽ trơn, nó sẽ dễ kéo hơn rất là nhiều. Đó, khi các bác kéo là nó sẽ thu vào như này các bác này, thì nó sẽ vắt kiệt cho các bác luôn nhá. Đây, kéo nó sẽ thu vào này, nó sẽ vắt kiệt luôn này. Đó. Đây. Thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá, xoay 360 độ đảo chiều đảo hướng được hết luôn. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí các ngóc ngách này. Đấy, và dài thì nó sẽ là khoảng 1m2, 1m3, rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Và nó chia là làm 3 đầu như này. Đấy là 3 đoạn như này. Thì các bác có thể dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn, cũng rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ thôi. Một cái con chổi tam giác như này mà giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chổi lau nhà như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Chổi tam giác này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chổi tam giác như này. Con này đó. Sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ như thế này. Với lau vết vật khô và ướt, với linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không cần sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc. Cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu tầm hút, lau các vết bẩn không để lại được nước, không gây sức men gạch, sàn cố vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất và tiện nhất thay chổi lau tam giác này có phát siêu kiệt nước, bảo hành 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần cửa hàng hoặc nhắn tin cho siêu thị nhé. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái viên thả bồn cầu lợn các bác nhá. Đấy, viên thả bồn cầu hình con lợn như này. Thì về nhà các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu, cái bồn cầu của rửa bát nhà mình, của bệt nhà mình là xong nhá, bệt vệ sinh thôi. Giá sẽ là 15.000 cho một cái lọ như này. 15.000 nhá. Con này thì nó sẽ là chức năng của nó thì thứ nhất là thơm này. Đấy, thứ nhất là thơm, thứ hai là sạch và thứ ba là tẩy trắng nhá. Đấy, thơm này. Đấy, thơm này. Sạch này, đấy, tẩy sạch tẩy trắng đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy. Thơm tẩy sạch tẩy trắng diệt khuẩn. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một lọ như này. Lên mã giúp cho em đó là thả bồn cầu lợn nhá. Thả bồn cầu lợn. Giá sẽ là 15.000 cho một lọ như này. Về nhà các bác chỉ cần mở cái nắp này ra và bỏ vào cho em là xong. Con này thì các bác có thể dùng được từ 2 đến 4 tháng nhá. Từ 2 đến 4 tháng tùy theo cái lưu lượng xả nước của nhà mình. Đấy, sạch thơm diệt khuẩn rất hữu ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 15k cho một lọ thả bồn cầu như này thôi nhá. 15.000 cho một lọ thả bồn cầu như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão có quạt các bác nhá. Đấy, lên thêm là đèn bão có quạt. Đấy, thì tên bên em gọi nó là đèn bão và nó có thêm cả cái quạt điện luôn, có cả quạt mát luôn, nên là lên các bác lên thêm là đèn bão có quạt nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, đây đèn nó lên này. Đấy, nó tự sạc các bác nhá. Đây, khi em che đi thì là nó sẽ tối này. Bỏ sáng ra là cái đèn nó lên, tức là nó đang tự sạc này. Có một con quạt mát này. Các bác thấy không? Đó, quạt gió rất là mạnh luôn. Có thể lật lên như này. Đấy, lật lên như này. Gió mạnh ù luôn các bác nhá. Đấy, rất là mạnh luôn. Và đây thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn sáng nữa nhá. Đấy, đèn sáng nữa này. Đấy, kéo lên thì sẽ là đèn sáng như này. Thì con này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trong các cái công việc sinh hoạt hàng ngày, rất là tiện ích. Đó. Và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này nhá. Một cái cáp sạc sẵn luôn. Đấy, về nhà chỉ việc cắm vào điện 220 thôi, không cần phải dùng củ sạc nữa, lằng ngoằng mất thời gian. Đó, rất tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đó, đèn bão có quạt này. Đèn bão có quạt nhá. Đèn bão có quạt.
Giá sẽ là 100k cho hòn nhá. 100.000 cho hòn cho con điền bão có quạt thế này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa nhá. Đấy, bộ 5 đĩa như này. Bộ 5 đĩa như này các nhá. Bộ 5 đĩa tròn giá sẽ là 120 à. Con này thì cái đường kính cái chiều rộng nhất của nó là vào khoảng 24 cm nhá. Đấy. Vào khoảng 24 cm. Và một bộ này thì có nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đĩa. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy. Rất dày dẫn và đẹp cho các bác luôn. 5 đĩa như này các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn 120 à? 120k cho một cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đấy. Thì cái con to nhất khoảng 24 cm và con nhỏ nhất thì khoảng bật anh cái quạt. Vào khoảng là 13 cm nhá. Đấy 13 cm như này. Đấy 5 đĩa, dày dẫn chắc chắn và rất là đẹp luôn các bác. Sáng bóng sạch sẽ nhá. Các bác có thể dùng đựng phẩm, thực phẩm đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví màu hồng nhá. Đây nó sẽ là một con ví màu hồng như này. Đấy các bác có thể mua về để mình sử dụng trực tiếp trong các cái sinh hoạt hàng ngày như vệ sinh móng chân, móng tay, rồi là nặn mụn, rồi nói chung là cắt da thừa thứ này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái bấm móng này, một cái kéo cắt tỉa lông mũi này, một cái nhíp này, một cái kìm cắt da chết này và cái bộ sản phẩm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá, đầy đủ các chi tiết như này và giá chỉ có 60k cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Nguyên cho các bác là 3 cái bấm móng rồi. 3 cái bấm móng này các bác đi ra ngoài mua đã phải mất 50-60.000 rồi cho 3 cái bấm móng như này. Bình thường là phải mất 50-60.000 rồi, 20.000 cái bấm móng. Thế mà đây các bác mua cả bộ như này, giá cũng chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nhá. Ví hồng giá sẽ là 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chắn gió bếp ga nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là chắn gió bếp ga. Chắn gió bếp ga giá thì chỉ có 25.000 thôi. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc. Các loại bếp ga to, bếp ga nhỏ đều vừa hết. Các bác chỉ cần là đặt vào cho em. Đó, xoay đi và đặt vào. Thì khi mà các bác đun nấu thì gió nó không tạt và nó giữ nhiệt rất là tốt luôn. Giữ nhiệt rất là tốt. Thì các bác dùng nó rất là hữu ích. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có 25.000 cho một chiếc chắn gió bếp ga này thôi. Con này thì giá khá hợp lý rồi. Các bác này, đấy, các bác chỉ cần là đặt vào cho em là xong. Đó, thì khi mà các bác đun nấu thì cái lượng gió nó không bị tạt vào và nó không làm mất cái độ nóng của bếp đi các bác nhá. Thì khi mình chiên rán xào nấu nó rất là tiện ích luôn và đặt vào là vừa luôn. Rất đẹp các bác này. Lên cho em là chắn gió bếp ga giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá. Đấy, dòng của iPhone 14 Pro Max này. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này nhá. Một củ và một dây. Hàng của iPhone Apple quả táo đây các bác này. Đó, iPhone Apple quả táo đây. Bao gồm cho các bác là một củ và một dây nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi, bao gồm cho các bác là cả củ cả dây luôn. iPhone 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Đó, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ ghế hơi nhá. Ghế hơi. Giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 trong cái bộ ghế hơi như này. Sản phẩm thì sẽ là bao gồm cho các bác là một ghế to và một ghế nhỏ nhá. Một ghế to, một ghế nhỏ. Chất liệu của nó thì bằng da phủ nhung nhá. Da phủ nhung như này. Đấy. Combo cho bác sẽ bao gồm là một cái to và một cái nhỏ nhá. Một cái to, một cái nhỏ như này các bác này. Đấy. Và chất liệu của nó là da phủ đây là cái bía này, cái bía này các bác bơm lên nhá. Đó. Đây. Đấy nó dạng là nhung lộn nha các bác nhá. Đấy nó dạng là nhung lộn như này và da để nó giữ hơi nhá. Đó. Giá thì chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế như này thôi. Các bác có thể mua để mình làm nghe nhạc này, thư giãn này, đấy, lướt TikTok này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 350.000 thôi. 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Đấy, các bác về các bác bơm hơi lên cho em để mình sử dụng thôi. Các bác có thể tự bơm hoặc là mình ra ngoài cửa hàng ấy, ra ngoài cửa hàng sửa xe máy mượn họ bơm cho các bác nhé. Đấy, ra ngoài cửa hàng sửa xe máy mượn họ bơm cho. Đó, lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá. Ghế hơi. Giá của nó sẽ là 350k nhá. 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, khi các bác bơm lên nó sẽ to như này các bác nhá.
Đấy, bơm lên rất là dễ dàng thôi. Đấy, rất tiện lợi này. Đấy, các bác có thể dùng này. Đấy. Hai người nằm vào cũng thoải mái luôn, hai người vài chục cân hàng tạ nằm vào cũng rất là ok. Giá thì rất là hợp lý thưa các bác nhá. Đấy, bơm lên các bác này. Bơm lên là mình dùng thôi, rất là tiện. Đấy. Các bác thấy không? Đó. Rất là ngon lành luôn nhá. Đây. Rất là tiện ích nhá, một con ghế hơi cực kỳ là ngon luôn. Đây, nằm thư giãn rất là tiện này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi, chỉ có 350.000 trong cái bộ ghế hơi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em, đó là cái con máy bàn là đứng nhá. Bàn là đứng thì đây nó sẽ là một con bàn là như này. Đấy, và khi mà nó dùng hơi nước nó xả ra các bác này. Đấy, và các bác chỉ cần vuốt như này là quần áo nó sẽ mềm mại và sẽ thẳng cho em luôn. Đó, đây. Bác nhấp vào đây thì nước nó sẽ phun ra này. Và các bác cho nước vào đây cho em nhá. Cho nước vào cái đầu này cho em. Đó. Đấy, cho nước vào đây cho em và nhấp như này là nước nó sẽ đẩy ra. Đấy, dây dài thì khoảng là 1,5 m đến 2 m và nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 370.000 cho một con bàn là hơi nước đứng như này nhá. Đấy. Lên cho em là bàn là hơi nước đứng nhá. Giá sẽ là 370k. Đó, con này thì rất là tiện luôn, sử dụng điện 220V này. Đấy, đây. Sử dụng điện 220V. Đấy, và công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Đấy, 260ml nước điện 220V. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Và cái giá cái giá thì chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước đứng nhá, hơi nước đứng. Giá sẽ là 370k. Đó. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá. Các bác chỉ cần là xả nước ra xong kéo đi kéo lại như này là ok này. Đấy, kéo đi kéo lại này là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Đấy, khi các bác là bắt buộc phải di chuyển, còn khi các bác đã bỏ ra rồi là nó sẽ bỏ hẳn ra ngoài. Cho nên là không sợ bị cháy, bị nổ nhá. Giá sẽ là 370.000 rồi ok. Chào các bác nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn. Đây nó sẽ là một con súng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Một đầu súng như này. Đó, nó sẽ là một đầu súng như này các bác này. Và kèm thêm cho các bác là có tới là 3-4 đầu massage luôn. 4 đầu massage. Các bác bật thì giữ lì này cho em này. Đấy, giữ lì này. Và tăng giảm cấp độ đây nhá. Nó sẽ có 6 cấp độ nhá. Bật tắt đều là giữ lì hết nhá. Đấy, hàng rất là ngon. Thì các bác càng nhấp thì nó lại càng rung mạnh nhá, tức là nó sẽ là cảm biến lực. Nếu các bác ấn càng mạnh thì nó sẽ rung càng mạnh, còn các bác bỏ ra thì nó sẽ là rung từ từ này. Đấy. Các bác xem các bác thịt nó di chuyển các bác này. Đấy. Con này các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, đốt sống cổ, dây thần kinh các thứ đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Đấy, 4 đầu massage như này và một súng 4 đầu massage và kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nhá, một cáp sạc như này. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đấy. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000 nhá. 170k cho một em súng thư giãn như này. Giá hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cam như này. Đấy, sẽ là một cái dòng cam như này và nó sẽ là cảm biến ánh sáng nhá, cảm biến ánh sáng, có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy. Và cảm biến ánh sáng cho các bác luôn. Đó. Tức là nó sẽ có 3 chế độ này, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này, tùy theo các bác để nhá. Và nó có điều khiển từ xa luôn. Và nó là dòng cảm biến này. Đấy, em che đi như này thì nó sẽ sáng này các bác nhá. Che cái tấm pin năng lượng mặt trời đi thì nó sẽ sáng, tức là ban đêm nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng. Có người đi đến thì sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt. Và có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. À quên, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu thôi nhá, chứ không có nhấp nháy nhá. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Có cả đai cho các bác nhá. Có cả đai để các bác bắt vào tường này. Đấy, và có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là cam mô hình này, cam mô hình. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k trong cái cam mô hình như này. Đấy, rất tiện ích các bác dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. Hàng to dài rộng các bác có thể dùng để mình tắm gội thoải mái luôn nhá. Đấy, tắm giặt gội đầu rất là ok. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4, chiều rộng là 70 và chiều dài là 1m4, một mặt bông mịn và một mặt bông thô như này. Các bác có thể dùng để mình tắm gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, chất bông mềm mại, dùng cho trẻ em cũng rất là thích. Và giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, các bác không đi đâu mà mua được một cái khăn tắm giá hợp lý như này đâu các bác nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái khăn mặt không, giá cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm kích thước to như này, đẹp như này, mà hàng chất liệu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm, và giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, bộ ấm mặt trời đây. Thì đây nó sẽ là một cái bộ ấm bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp mà rất là xịn sò như này, trong cái hộp vải như này, các bác về thì có thể cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là vừa vặn trong lòng bàn tay như này nhá. Pha trà từ 3 đến 4 người uống là ok. Chè tam rượu tứ này. Đấy, một cái hũ để đựng chè này, cái hũ này thì pha được khoảng 5 đến 7 chuyên chè này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đất nung của Nhật nhá, 6 chén như này. Và có cho các bác là một cái khay bằng nhựa và một cái giá đỡ này bằng tre này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà tiếp khách rất là ok. Đó. Combo cho các bác là 6 chén một chuyên, một cái khay để các bác gắp chén như này. Đấy, hàng đựng trong hộp cực kỳ xịn sò luôn, kèm thêm cho các bác là một cái khăn lau nữa. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k trong cái bộ ấm pha trà mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái Eto của Nhật nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Tem của nó là tem nhôm này, hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, độ mở của nó sẽ là 6 phân nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng thép này, con này dùng cực kỳ là phê luôn các bác này. Đấy. Độ mở của nó là 6 cm nhá, có cả cái phần này để các bác kê kích để đóng này. Đấy, và có phần kẹp bàn như này nhá, để các bác kẹp vào bàn này. Đấy, chất liệu của nó là bằng thép, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy. Giá chỉ có cho các bác là 180k cho con Eto này thôi. 180.000. Các bác lên mã giúp em đó là Eto nhá. Eto kẹp, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp này, đấy, Eto kẹp. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá. 180.000 cho con Eto kẹp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế này. 35.000 một chiếc nhá. Cái này các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế rồi phẩy bụi phẩy biếc đều ok hết nhá. Bàn ghế, bàn thờ nói chung là để quét kỳ cọ bàn ghế rất là ok, hoặc là các bác vệ sinh bàn thờ cũng được. Đó, rất là đẹp. Đấy, chiều dài của nó có cái phần lông này là khoảng 20 cm, và chiều ngang thì khoảng 5-7 cm, nó rất là nhiều lông nhá. Nên các bác dùng để quét kỳ cọ bàn ghế hoặc là vệ sinh bàn thờ rất là tiện ích luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi, đó là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi lông lông tĩnh điện nhá, sợi lông tĩnh điện. Cái sợi lông tĩnh điện này thì nó sẽ là cái chức năng của nó là nó hút các cái loại bụi vào nhá. Đấy. Nó sẽ hút các cái loại bụi vào, nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào, nó rất là tiện nhá, hút bụi vào nó rất là tiện. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu gen xoáy này, các bác xoáy vào cho em này, cái này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo như này. Đấy, các bác có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Và con này thì các bác có thể kéo giãn ra cho em này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể kéo giãn ra khoảng từ 1m8 đến khoảng từ 2m đến 2m8 nhá. 2m4 đến 2m8, rất là dài luôn. Đó, 2m4 đến 2m8. Có thể kéo dài ra này. Đấy, hoặc thu ngắn vào này, mình dùng để mình phớt trần, lau trần rồi nói chung là vệ sinh này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Cuối năm tết nhất là các bác mua về để mình vệ sinh nhà cửa này. Giá chỉ có cho các bác là
55.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chổi lông phớt trần nhé, chổi lông phớt trần, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn đó. Và tháo lắp rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá, giá sẽ là 55k. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần nhá, giá sẽ là 55.000 cho cái chổi lông phớt trần như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu. Con này thì sẽ là 95.000 cho một con đèn phễu như này. Đó, có dây để các bác đeo đầu này và có cáp sạc này. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Đây, đấy, rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, sáng yếu này. Đấy. Có 3 chế độ sáng như này, có báo pin nhá, có báo pin cho các bác luôn. Và rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Đấy và có chế độ tia siêu sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng nhá. Đấy, có pha rộng, pha hẹp này. Và con này cũng có chế độ cảm biến luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến này các bác này. Đấy. Con này cũng có chế độ cảm biến luôn. Đấy, khi các bác muốn dùng chế độ cảm biến thì các bác nhấn cái nút bên này cho em này. Đó, gạt qua gạt lại này. Đấy, gạt qua gạt lại là nó sẽ sáng và tắt này. Cái mắt cảm biến của nó thì ở bên hông như này nhá. Các bác chỉ cần là đây các bác này. Đấy, mình chỉ gạt cái tay này nó tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Tắt này, bật này, coi nhá. Tắt, bật này. Đấy, tắt, bật này, rất là tiện ích luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Con này thì giá chỉ có 95.000 thôi. Cũng có chế độ cảm biến luôn để các bác sử dụng nó rất là tiện ích, mình không cần phải dùng tay để mình tắt bật nó mất công. Đấy, các bác có thể cần chỉ cần gạt tay qua là xong. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 95.000, đèn phễu này. Đấy, nó to như một cái phễu ấy, giá sẽ là 95k nhá, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao lọc các bác nhá. Các bác lên cho em là dao lọc bao da này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok. Đó, hàng thép liền thân như này. Cán ốp gỗ ba đinh nha, ba đinh thép này, rất đẹp, rất dày dẫn, chắc chắn cho các bác luôn. Thái lọc phi lê thì thôi rồi luôn các nhá. Dao rất là bén và đựng trong một cái bao da cực kỳ chất lượng xịn sò như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, lên cho em là dao lọc nhá. Dao lọc giá sẽ là 130k. Đó. Dao lọc này, 130k cho một con dao lọc như này. 130.000 cho một con dao lọc như này các bác nhá. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ về cho các bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhá. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn, đây em test cho các bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên giãn dẹp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác thấy không? Con này thì kích thước của nó là 20-20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá, rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng các bác nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn. Chất tôn của nó khá là dày luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhé. Đấy. Sơn tĩnh điện chống dỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Con này thì kích thước của nó sẽ là một chiều là 20x20. Dài là 42 nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 42 này. Dài là 42. Còn chiều cao là 20 nhá. Cao là 20. Và rộng là 20 nhá, rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá. 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy, 420.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này. Đấy, một ngăn to này. Và nó sẽ có một ngăn to và 1 2
hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20-20 nhé, rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, qua kiếp cực kỳ chắc chắn nhé. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhé. Đây, có một cái lỗ này các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào cho nó cẩn thận các bác nhé. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá. 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bạn nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn.
Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này, đây sẽ là một cái ga nhé, một ga này đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây, đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. 40x60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này, chăn ga Nhật này, chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đây nha, em sẽ lên cho anh em cái con đèn pin cảnh sát hai đầu anh em này. Đó, đèn pin anh em lên cho em là đèn hai đầu. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan anh em này. Đó, made in Japan. Đó. Độ dọi xa của nó thì từ 800-1200m và nó là hàng hai đầu như này. Hai đầu. Đấy, có quai cầm anh em nhé, có quai cầm, có quai cầm như này. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng bọc cao su hết nhá, bọc cao su hết. Đấy, cho nên anh em dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, hai đầu của nó bọc cao su non hết, cho nên anh em dùng thoải mái luôn. Và đèn của nó khá là sáng nhá. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Có báo pin và có quai cầm như này. Và có cho anh em cái phần, có cho anh em cái phần để anh em có thể sạc trực tiếp luôn nhá. Sạc trực tiếp luôn. Đó, sạc trực tiếp ở đây luôn này. Đấy, sạc trực tiếp ở đây. Và anh em cũng có thể sạc ra cho điện thoại được luôn nhá. Đấy, đây là một cổng sạc vào và một cổng sạc ra, rất là ok cho anh em. Đó, đây. Đấy, và đèn rất là sáng anh em nhá. Độ rọi của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó, có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo các thứ đây. Em sẽ test cho anh em xem luôn, rất ok anh em nhá. Đó. Đây nha, này em sẽ test cho anh em các bác cái con đèn hai đầu của bên em nhá. Đó, đây. Pha của nó này anh em này. Đấy, anh em thấy cái điểm rọi của nó khủng khiếp chưa? Đây. Đấy, anh em trông kinh khủng chưa? Đó, đây nhá. Em rọi nhá, rọi dưới đất nhá. Đó, tiếp theo là dọi xa hơn này anh em này. Đó, anh em thấy cái điểm sáng của nó khiếp không? Con này nó sẽ dọi xa được cho anh em là từ 600-1200m anh em nhá. Đấy, anh em trông cái ngọn cây chưa? Rất khủng khiếp luôn nhá. Từ 600-1200m luôn. Con này thì dọi siêu xa luôn anh em này. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, dọi cái cửa này rõ ràng luôn nhá. Đó, rất sáng luôn. Đấy, và nó sẽ có cho anh em là một cái đèn pha bên hông nữa nha. Đấy, một cái con đèn pha bên hông này, con này cũng rất sáng này anh em nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là một cái pha bên hông rất là sáng này. Đấy, có quai cầm như này, có báo pin nhá, có báo pin cho anh em luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái con đèn pha gần bên này nữa này. Đấy, một con pha gần này nữa này. Đấy, con này nó sẽ là con pha gần anh em này. Đó, đây là con pha gần này. Đó, rất sáng luôn anh em nhá. Đó, con này thì rất tuyệt vời luôn, siêu sáng. Siêu sáng cho anh em luôn. Đó, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng nhá. Đó, đây. Đấy, và nó sẽ có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo cho anh em nhé, nhấp nháy cảnh báo luôn. Đó, và đây là cái pha của nó anh em này. Đấy, đây, dọi gần anh em này, dọi gần thì rất là sáng rồi. Đấy, dọi gần thì rất là sáng rồi. Đây, dọi xa cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây, dọi xa này, rất xa luôn anh em nhé. Con này độ dọi của nó rất khủng khiếp luôn. Đấy, ngọn cây, ngọn kiếc anh em trông, những cái ngọn cây như này mà nó vẫn bắt được anh em này. Đấy, rất xa luôn. Đấy, độ dọi sáng của nó khỏi bàn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em 260.000 nhá, 260.000 cho một con đèn như này. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ anh em nhá. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đèn nữa, đó là cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Đây, con đèn pin cảnh sát Nhật anh em này. Đấy. Con này thì nó cũng khá là nhiều chức năng luôn và pha của nó thì cũng khá là rọi luôn anh em nhá. Nhưng mà độ sáng thì nó không thể bằng cái con hai đầu kia được. Con hai đầu thì siêu sáng rồi. Còn con này thì độ sáng của nó là vừa phải thôi anh em nhá. Đó, độ sáng của nó là vừa phải thôi. Đấy, con này thì nó sẽ nhiều chức năng hơn một chút và nó sẽ pha của nó cũng khá là giỏi luôn anh em này. Đấy, con này thì như này cũng là tương đối rồi anh em nhé, tại vì nó là dòng đèn nhỏ mà nó không như con kia được. Đấy, đấy, cũng có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có nhấp nháy cảnh báo cho anh em luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái đèn bên hông này. Đấy, có anh em một con đèn bên hông như này thì con này anh em dùng để trực tiếp này, hoặc là treo lên, hoặc là ăn cơm ăn nước anh em dùng con này cũng khá là ok luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo này. Đó, đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo như này thì rất là tiện anh em nhé. Đó, và nó sẽ có cho anh em là các cái chức năng như vậy. Đấy, và anh em có thể dùng đèn trắng này. Đấy, đèn đỏ này, hoặc là anh em chuyển về đèn trước, giữ ly thì nó sẽ chuyển về trước cho anh em. Đó, rất tiện ích luôn anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn rất là tuyệt vời cho anh em luôn. Đây. Đấy, lên cho anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, police made in Japan. Độ dọi xa thì từ 600 đến 1000 mét anh em nhá. Đó, đây.
và rất là đẹp luôn anh em này. Đấy. À, đầu tiên thì sẽ là chức năng phá kính này. Đấy, có chức năng phá kính này. Đấy, bên này thì sẽ là cắt dây này và bên này có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít nhá. Có la bàn cho anh em. Đây, có la bàn nhá. Và có cả còi hú luôn anh em nhá. Có cả còi hú luôn đây. Đấy, còi hú luôn. Đấy, la bàn, còi hú các thứ đầy đủ. Con này thì khá là nhiều chức năng cho anh em. Và có cả tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy. Đèn của nó thì rọi rất là rọi luôn anh em này. Pha của nó rất là rọi luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là những cái pha bên trên này anh em dùng rất là tiện này. Có nhấp nháy cảnh báo SOS cho anh em luôn. Đầy đủ các chức năng. Giá thì cực kỳ tốt cho anh em luôn. Con này thì anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Giá của nó sẽ là con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Còn con hai đầu này thì sẽ là 260.000 anh em nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ ví màu bộ ví màu xanh nhá. Có lên cho em là ví xanh. Thì con này là 100 cành. Đấy, trước em đang bán là 150.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 100 cành thôi. Bộ sản phẩm thì nguyên các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho bác là 4 cái bấm móng này, 1 2 này, 3 này và cái bấm to này là 4 này. Rồi có nạo gót chân này, rồi đầy đủ các bác luôn, nặn mụn rồi cắt da chết, rồi bộ làm móng, làm vệ sinh móng chân móng tay đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho một cái bộ ví màu xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác lựa chọn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp em đó là ví xanh nhá, ví xanh giá sẽ là 100.000 nhá, ví xanh giá của nó sẽ là 100k trong cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bàn là hơi nước mini nhá, hàng thương hiệu Socani này, bàn là hơi nước mini. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con bàn là như này. Đấy. Một con bàn là như này. Đây cái phần này để các bác cho hơi nước vào đây, cho nước vào đây cho em này, cái phần nắp này, phần quai này cho nước vào đây cho em. Sau đó thì đậy cái gioăng này lại này. Đấy, các bác có thể dùng để mang đi du lịch nó rất là tiện này. Đấy. Đậy cái gioăng này lại cho em. Đó, cái gioăng này nó rất là khít luôn, đậy lại này. Đấy, đậy lại rất là khít luôn, khi các bác nhấp nước thì ở đây cho em. Đấy, phần này của nó bằng gang nhá, bằng gang rất là dày luôn. Đó, rất là dày và nóng cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, và có điều chỉnh nhá. Hàng mini nhưng mà đầy đủ các chi tiết cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá, 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi công tác này, hoặc là các bác dùng ở trong cơ quan này, hoặc là các bác dùng ở nhà, dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy. Nó rất là tiện ích, nhỏ gọn, tiện dụng và nóng thì rất là nhanh luôn và rất là hợp lý để cho các bác mang đi du lịch, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, để là quần áo này, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy. Chiều rộng trên 10 cm. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chổi lau như này và một cái miếng mút này, một cái miếng mút như này về nhà các bác lắp vào cho em. Thì con này các bác vừa vệ sinh bàn bếp ga này, lau bàn, lau ghế này đều được hết nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong này. Đấy, sập cái lẫy này vào. Đấy các bác sập cái lẫy này cho em này. Đấy, đây nó có cái lẫy này. Các bác kéo sập vào này là xong. Đó là mình sử dụng thôi. Khi mình kéo này, đấy, kéo này thì nó sẽ ép vào này. Đấy, khi mình đẩy thì nó sẽ mở ra. Và các bác dùng để mình vệ sinh lau bàn, lau ghế rồi lau tủ bếp thì biết rằng nói chung là rất là ok đây. Đấy, các bác lắp đúng lẫy cho em là nó sẽ sập vào thôi. Đây. Lắp cái này đúng lẫy cho em này. Đấy đây nha, lắp cái này. Lắp cái này nó có cái lẫy này, các bác kéo nó vào này. Đấy, cái này các bác kéo nó vào cho em. Đấy, các bác ấn mạnh xuống này. Ấn mạnh không cho nó sập lẫy vào xong kéo vào cho em là xong nhá. Đó. Cái này thì nó rất là tiện để các bác mình sử dụng vào trong cái đây. Đấy. Đấy, sử dụng trong cái bàn bếp nhà mình rất là ok nhá và nó tự vắt luôn. Đấy, các bác lau xong nó sẽ tự vắt thế này, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái khóa dây các bác nhá, khóa dây số này, khóa số dây. Khóa số dây thì
Ở đây nó sẽ là một cái dòng khóa số như này và đường kính của nó khoảng 20 cm, thì các bác có thể dùng để mình khóa xe, khóa cổng, khóa cửa đều ok hết. Mật khẩu thì bên shop luôn luôn để mặc định là giấy số 0 nhé. Còn khi các bác thay đổi mật khẩu thì xoay cho em cái lẫy này theo chiều mũi tên này. Đây nó có cái chiều mũi tên này, xoay theo chiều mũi tên. Sau đó thì ví dụ các bác đổi là 1234 này, em đổi là giấy số 1 này, sau đó em xoay ngược trở lại này, thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là giấy số 1 nhé. Bây giờ em chỉ cần chuyển sang một số 0 là không mở được rồi. Đó, nó rất là đơn giản thôi các bác nhé. Đó, và khi thay đổi mật khẩu thì các bác lại xoay đi như này cho em theo chiều kim đồng hồ và em lại để lại về giấy số 0 nhé. Sau đó thì em xoay ngược trở lại như này thì mật khẩu vẫn là mặc định là giấy số 0 cho em. Tất cả hàng bên em gửi đi cho các bác đều đã là mật khẩu chuẩn nhá, mật khẩu chuẩn. Còn về nhà các bác thay đổi nào tùy các bác thay đổi làm mất mật khẩu cái đấy bên em không chịu trách nhiệm đâu. Đấy, lên lại giúp cho em đó là khóa số dây nhá. Để cho em là khóa dây này rồi. Khóa dây. À, bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 80k trong con khóa dây như này nhá. Giá chỉ có 80.000 một chiếc khóa dây như này thôi. Rất tiện luôn, khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất tiện ích. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM hàng của thương hiệu Nokia. Con này thì nó sẽ là dòng 2 SIM nhá. Dùng nó rất là tiện, các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình liên lạc này. Đấy, liên lạc rất là tiện luôn. Bao gồm cho các bác là 2 SIM. 2 SIM như này. Đấy, 2 SIM như này và có kèm cho các bác là pin và củ sạc luôn. Pin, củ sạc hàng của thương hiệu Nokia con này. Đấy, Nokia chính hãng luôn. Con điện thoại 2 SIM như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000. Pin đầy đủ luôn, pin rồi cáp sạc các thứ, đốc sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM nhá. Điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230k và bao ship tại nhà cho bác luôn. Một con điện thoại Nokia như này rất chất lượng 2 SIM, giá chỉ có 230.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện vàng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện vàng này. Đấy. Đây nó sẽ là một con ổ điện vàng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con ổ điện vàng như này, giá của nó sẽ là 45.000. Hàng chống va đập nhá, hàng nội địa của Nhật chống va đập cho các bác luôn. 16A 250V các bác này, 16A 250V. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhá. Lên cho em là ổ điện vàng, giá sẽ là 45k. 45k cho một con ổ điện vàng như này nhá. Ổ điện vàng giá sẽ là 45.000. Đấy, dây của nó bằng đồng hết, về nhà các bác chỉ cần xoáy ra bắt ốc, bắt dây vào cho em là xong. Xoáy ốc bắt dây vào ổ điện vàng. Tiếp theo thì em về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá. Các bác lên cho em là vít đen trợ lực. Đấy, đây nó sẽ là một con tô vít đen như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít này, một đầu tô vít trợ lực như này và 2 này, 4 này, 6 đầu vít, 6 vít với 12 đầu khác nhau nhá. Đấy, dẹt tròn, ba khe, mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Hoa thị đầy đủ nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, ấn cái lây này xuống lắp vào này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều đầy đủ nhá và có tăng giảm dài ngắn như này rất là tiện. Đấy, nó sẽ là một dòng vít trợ lực thép CRV nhá, cực kỳ ngon lành cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, một bộ bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đầy đủ to nhỏ lớn bé ba khe lục giác đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái bộ tô vít đen như này thép CRV. Đấy, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Đấy, vít đen trợ lực, lên cho em là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Hàng này các bác nên mua, dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì sẽ là không kèm ga nhá, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đó. Khi các bác bật lên thì là nó sẽ có đèn sáng như này. Đồng hồ chạy bình thường nhá. Đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường cho em luôn. Và cái giá thì đây, đồng hồ chạy này. Đó, cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ này, rất là đẹp luôn, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Cái này chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Đấy, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 một chiếc. 100.000 một chiếc bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini thì đây nó sẽ là một con bếp ga như này. Đấy, và dòng này là sẽ là bếp ga mini. Các bác dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt rồi đi đâu cũng được, rất là hợp lý luôn. Đấy, đi công tác, đi học, đi hành, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 trong con bếp ga mini này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vừa hết mọi loại bếp ga luôn, rất là tiện ích nhá. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đánh lửa tự động này. Các bác có thể mang đi câu, đi kẹo này hoặc là đi du lịch này, rất là chắc chắn luôn. Trong này rất chắc chắn luôn, các bác đặt nồi to lên đun thoải mái luôn nhá, rất là dày dẫn chắc chắn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá rất hợp lý luôn. Một cái con bếp ga mini như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đấy, giá sẽ là 100.000 cho một con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng đa di năng được luôn. Đấy, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch đây. Đặt xong nồi lên rất là cân đối, đẹp luôn.
lên mã giúp cho em, đó là bếp ga mini nhá. Giá sẽ là 100k, 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bạn sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào giá thì chỉ có 25.000, 25.000 trong tiếp này thôi, hàng nội địa của Nhật. Cái này thì bên em bán siêu nhiều rồi, siêu nhiều rồi nhá. Đấy, chuyên trị Long Biên Hắc Lào rất là tốt luôn. Bác nào chuyên bị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa, đấy, tổ đỉa sừng bơi hết vào đây cho em. Đấy, con này thì siêu nhạy luôn. Đấy, bôi vào thì rất là mát và dễ chịu và chị rất là tốt luôn nhá. Chị rất là tốt luôn, các bác dùng cho em là từ 2 đến 3 tip này là khỏi luôn. Hàng nội địa của Nhật nhá, dùng cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, đầy đủ hàng thương hiệu, dùng thì cực kỳ là nhạy luôn. Long Biên Hắc Lào nấm ngứa. Đấy, kẽ tay kẽ chân các bác bôi hết vào đây cho em. Đấy, bôi hết vào đây mình sử dụng luôn, giá sẽ là 25k. Lên cho em là Long Biên Hắc Lào nhá, giá sẽ là 25.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là kia đũa inox của thằng Đức này, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá, Winling của Đức. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ như này. 55.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hàng Su304 thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy, bao gồm cho các bác đầu thì có đánh nhám chống dính nhá, kích thước vừa phải dùng cho người Việt Nam mình là rất là ok luôn. Gắp thì cực kỳ là đầm, dễ gắp và ngon luôn nhá. Đó. Và bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy, chống nấm mốc cực kỳ là tốt nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 55k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đũa inox nhá, đũa inox. Đấy, đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này. 55.000 trên một vỉ 5 đôi nhá, 1 2 3 4 5 đôi. Tính ra vào chỉ có 10.000 thôi, chưa đến hơn 10.000 một chút thôi các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello các bác nhá. Nay thì em lên cho các bác một số cái mã đồ điện này. Đấy, thì hàng mới cập bến cho các bác luôn. Đấy, thì cái lô này nó sẽ là cái hàng thương hiệu bếp từ của thương hiệu Sato nhé. Đây nó sẽ là một con bếp từ đôi nhé, bếp từ đôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một con bếp từ hàng thương hiệu Sato các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác quan sát này, bếp từ đôi nhá. Đây em sẽ đo cái kích thước cho các bác xem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 4.500.000 cho một con bếp từ cho một con bếp từ đôi như này các bác này. Đấy. Các bác lên xem là bếp từ đôi, giá sẽ là 4.500.000 nhá. Cái chiều ngang của nó sẽ là 43 và chiều dài của nó sẽ là 72 nhá. Hàng loại to đấy. 43 và 72 nhá. Hàng thì của thương hiệu Sato. Đấy. Và nó sẽ có hai bếp nhá, hai bếp và cái đường kính của nó đều là 20 hết nhá. Hai bếp 20. Đấy, hai bếp 20 như này. Đường kính của nó cực kỳ dày dẫn luôn. Hàng thì mặt của nó là mặt kính cường lực có bo viền nhôm nhá, có bo viền nhôm. Đấy, có bo viền nhôm như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và đây là cái thông số của nó các bác này. Đấy. Đây em sẽ cho các bác xem cái thông số của nó này. Đấy. Con này thì hàng của công ty tem bảo hành này, công ty điện tử Việt Nhật này. Đấy, có mã sản phẩm đàng hoàng nhá, có địa chỉ sản xuất nhá. Đấy, đây, công ty điện tử Việt Nhật này. Hàng này thì nó sẽ là bếp từ đôi này. Xuất xứ Việt Nam này. Đấy, theo tiêu chuẩn của Nhật này. Điện thì công suất của nó sẽ là 2400W nhá, 2400W. Điện 220V. Đó, đây. Tem kiểm định chất lượng các thứ đàng hoàng. Đó, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật, xuất xứ Việt Nam. Đó. Và con này thì giá sẽ là 4.500.000 nhá, 4.500.000. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hàng này thì yêu cầu là các bác phải cọc thì bên em với đi đơn, tại vì nó là một cái hàng dễ vỡ. Đấy, cho nên là cái này thì nó là hàng công ty bên em bảo hành cho các bác luôn, bảo hành cho các bác sử dụng luôn. Trong vòng là 6 tháng, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác trong vòng 6 tháng luôn. Cho nên các bác yên tâm sử dụng tem mác của thương hiệu đây. Đấy, Sato các bác này. Đấy, và con này thì nó đều là phím cảm ứng hết nhá, phím cảm ứng hết. Tắt bật này, đấy, tắt bật này, phím cảm ứng hết nhá. Và có các cái chế độ như này để cho các bác sử dụng này. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. 4.500.000, hàng mới toanh nhá, mới toanh. Các số hotline của bên em đây. Lên cho em là bếp từ đôi nhá, bếp từ đôi này. Đấy. Các bác lên cho em là bếp từ đôi nhá. Bếp từ đôi này, bếp từ đôi giá của nó sẽ là 4.500k nhá. 4.500k cho con bếp từ đôi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái bếp, đó là cái bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại này. Con này thì nó cũng là hàng liên danh Việt Nhật, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika.
Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây nó cũng là một con bếp hồng ngoại nhé, bếp hồng ngoại. Con này thì nó có thể đun hoặc là nấu nướng đều được hết nhé, nấu nướng đều được hết. Đó, tem bảo hành hướng thức đàng hoàng, hướng dẫn sử dụng đâu ra đấy luôn. Đấy, các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhé, bếp hồng ngoại có phiếu bảo hành đàng hoàng. Con này thì cái đường kính phủ bì của nó sẽ là 36 nhá, 36 và chiều ngang của nó là 29 các bạn. 36 29. Còn cái phần bếp này của nó sẽ là tầm khoảng 10 mấy 20 gì đấy nhá. Đấy. Nóng thì cực kỳ là nhanh luôn, các bác có thể dùng nướng trực tiếp được luôn. Đấy. Mặt thì nó sẽ là mặt kính cường lực nhá. Đấy, và con này thì gọi là bếp hồng ngoại. Dòng bếp hồng ngoại này thì nó đun rất là nhanh sôi nha và rất là tiện ích luôn. Có tăng giảm này. Đấy, om ập này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Bếp hồng ngoại nóng nhanh và đun được hết các loại xoong luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Đó, bếp hồng ngoại. Đấy, bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k nhá. Bếp hồng ngoại giá sẽ là 500k cho con bếp hồng ngoại như này. 500.000 bao ship bên tận nhà cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng vừa tiền thì các bác không cần phải cọc nhá. Đấy. Đây, kích thước của nó đây các bác nhá. Rất chất lượng cho bác luôn, quai bằng nhôm này. Đấy, quai bằng nhôm rất đẹp, rất chất lượng luôn nhá. Bếp hồng ngoại này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái nồi kho cá nhá. Đấy, nồi kho cá. Con này thì sẽ là cũng là hàng của thương hiệu đây. Đấy, cũng của thương hiệu Matica luôn, đồng thương hiệu luôn nhá. Đó. Và nồi kho cá này thì nó là một cái dòng nồi nóng chậm nhá, nóng chậm. Cho nên là khi các bác dùng thì phải kho qua đêm nhá, kho qua đêm hoặc là để từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhá. Và khi các bác cắm thì nó sẽ có nấc 1, nấc 2, nấc 3 và nấc 4 là tự động này. Thì lưu ý các bác là khi mà về mà các bác cắm thử nước ấy, nguyên cái nồi sứ này nó rất là dày. Cho nên các bác muốn mà cắm mà nó nóng được nước là phải cả tiếng đồng hồ. Đấy, cho nên là khi mà các bác kho cá thì khỏi cần nước luôn. Khỏi cần nước luôn, các bác chỉ cần là cho cá, cho thực phẩm, cho gia vị vào là kho thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Hàng của nó sẽ là 235W, 2,5 lít, điện 220V. Hàng của hãng nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ rồi. Chỉ có cho các bác là 290.000 thôi. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Các bác lên cho em là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Cái này là nóng chậm nhá, cho nên là về nhà các bác cứ test thoải mái luôn. Bên em lỗi bảo hành đổi mới cho bác yên tâm, nồi kho cá 290k nhá. Đấy. Nào, dòng này của nó là nó nóng chậm cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng nhá, không phải lan tan gì cả các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 290.000 trong cái nồi kho cá này thôi. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi, các bác mua về để kho cá rồi hầm xương, hầm giếc đều được hết nhá. Đây, hàng của thương hiệu Makita này. Đấy. Có công ty các thứ đàng hoàng nha, đâu ra đấy nhá. Đấy. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến các bác xua tay đuổi đi các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Con này thì giá sẽ là 55k nhé. Lên cho em là ổ xanh nhé. Ổ xanh giá của nó sẽ là 55.000 thôi. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng nó rất là hữu ích. Đầu tiên của nó ưu điểm là có công tắc đóng ngắt này, có 6 ổ cắm liền mà có những cái chân khó này. Ngoài ra sẽ có 3 chân USB như này thì các bác có thể dùng để mình cắm các cái loại thiết bị như là bóng LED, đèn nháy rồi các cái loại thiết bị chuyên dùng cho chân USB thì nó rất là tiện và có 3 chân liền thì các bác cắm rất là nhiều thứ luôn. Đấy, các cái LED nháy rồi sao rồi nói chung bây giờ các thứ nó đều dùng cái chân USB này hết thì rất là tiện nhá. Dây dài khoảng 1 mét nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt như này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đó, đây. Sử dụng bình thường nhá, có đèn báo này, tắt đi là đèn sẽ tắt này. Đó, đèn tắt nhá. Đó, và bật lên thì đèn nó mới lên. Đó, đây, tắt đi này, bật lên là đèn đỏ này. Ở đây thì nó sẽ kèm dây khoảng là 1 mét nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác hai cái dây sạc này. Nó sẽ có là sạc béo và sạc gầy. Đấy, sạc béo và sạc gầy. Đấy, con to này sẽ là sạc béo và con bé này sẽ là sạc gầy nhá. Đấy. Con to này thì nó sẽ là bằng cao su này, bằng cao su, rất là dai và chắc luôn, và con nhỏ này thì nó sẽ là bằng sợi dù như này. Đó, thì con sạc béo là 50.000. Con sạc gầy là 30.000. Ở đây thì của nó sẽ có cho các bác là 3 chân như này. 3 chân như này thì các bác có thể cắm iPhone, Samsung, Type-C đều được hết nhá. Đó, cái này thì em bán rất là nhiều rồi và giới thiệu nhanh thôi. Và đây là cái chân cắm USB của nó thì nó sẽ có đèn báo luôn nhá. Đấy. Riêng cái con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo cho các bác này. Đây, có đèn báo sáng như này để các bác biết được rằng là
đang có điện nha, đang có điện như này các bác này. Đấy, ưu điểm của nó là có đèn báo sáng như này thì nó rất là tiện ích để các bác sử dụng được luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, sáng cả ở đầu và có cả đèn tia như này, rất là tiện. Đấy, và con này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này là 50.000 này. Đấy, còn con này là sạc gầy này. Sạc gầy này của nó thì nó sẽ là 30.000. Đấy, các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Béo thì lấy mà gầy thì lấy các bác nhá. Đấy, có công tác đóng ngắt này, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô như này. Bỏ tranh cái máy trên kia lên con nó. Đấy, đây là cái máy xay khô như này nhá. Đấy, con này thì xay cực kỳ là khỏe luôn. Khỏe chắc chắn và cái nắp của nó là cái lẫy luôn. Cho nên khi các bác lắp là đúng nắp như này chị em. Đấy. Con này thì của nó các bác dùng chuyên để xay bột này, xay tiêu, xay điều, xay đỗ, xay lạc đều ok hết nhá. Các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok. Đấy, cắm sử dụng điện 220V cho em. Đây, cắm này. Được chưa? Đấy nhá. Em sẽ xay gạo cho bác xem này. Được chưa? Máy thì chạy rất là khỏe bạn, máy chạy rất là khỏe đây. Đây, em xay gạo các bác này. Đấy, đây. Hạt gạo em xay con tí mà nó nhỏ tăng như này các bác này. Đó. Rất là tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình xay bột này, làm bột cho trẻ em này, hoặc là xay cà phê, xay ngũ cốc này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, con này thì nó chuyên dùng để xay các loại hạt rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Đấy, xay cà phê, xay các loại hạt đều ok. 250W sử dụng điện 220V 50Hz này. Đấy, xay cà phê này, xay ớt này, xay tiêu, xay điều này, xay các cái loại xay cho em. Đấy, lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô nhá, máy xay khô. Giá của nó sẽ là 120k. 120.000 cho một em máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chảo chuyên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chuyên ngập dầu. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, cuối năm đến nơi rồi các bác chiên rán nem rồi cá tôm tép thì các bác dùng con này chưa? Rất là tiện. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái khay đỡ như này, một khay bỡ này các bác đặt lên đây chưa? Đó. Và con chảo này thì có tráng đá chống dính nhá. Có tráng đá chống dính như này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình đường kính của nó là 20cm. Các bác có thể dùng để mình chiên tôm này, chiên bánh này, chiên cá này. Đấy, rất là đa di năng luôn. Hàng của Nhật nhá, đường kính là 20cm như này. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con chảo chiên ngập dầu như này. Đấy, đường kính là 20cm và độ lòng sâu của nó thì khá là sâu luôn nhá, khá là sâu luôn. Thì các bác có thể dùng để mình chiên rán rất là tiện, đặc biệt là các bác chiên ngập dầu thì rất là ok. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy. Chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Chảo chiên ngập dầu này, giá sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm nhá, dây tắm bằng cao su như này. Đấy, thì nó sẽ là bằng cao su non mềm như này. Khi các bác cầm thì mình cầm hai tay như này, mình có thể kỳ cọ lưng này, tay chân, rồi nói chung là đa di năng được hết luôn. Một mặt là nó sẽ là mặt bi như này và một mặt là bông tăm như này. Đấy, sợi tăm như này các bác dùng để massage cho cơ thể rất là tốt. Thì con này các bác lên cho em là dây tắm, chiều dài của nó vào khoảng là đi 60cm. Giá sẽ là 25k cho một cái dây tắm như này. Đấy, 25.000 thôi nhá, 25.000. Rất là tiện luôn, cho xà bông ở đây bằng cao su non mềm êm, massage cho cơ thể tốt và các bác treo lên cái là nó khô ngay. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này thì nó là cái này nó gọi là cái gì? Cái này các bác lên cho em là tấm cọ lưng nhá, tấm cọ lưng. Ở đây thì nó sẽ là một cái tấm cọ lưng như này và các bác có thể dán lên tường gạch men hoặc là để dưới nền đất để các bác kỳ cọ chân này, tay này, lưng đều được hết nhá. Giá rất là tiện và rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này giá bao nhiêu đấy? 50k nhá, lên cho em là tấm cọ lưng, giá sẽ là 50k cho một con tấm cọ lưng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Các bác dùng để kỳ cọ lưng rồi tay chân đều được hết nhá. Đây, đấy, rất là tiện. Để bên dưới đất thì mình đánh rửa chân này, còn các bác dán lên tường thì mình tấm cọ lưng dán tường nhá. Cái này các bác dùng để dán tường mà, lên cho em là tấm cọ lưng dán tường. Giá sẽ là 50.000. Đó. Thì các bác dán lên tường sau đó thì mình kỳ cọ lưng, tay chân đều được hết nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá. Đấy. Mùa đông lạnh giá như này, các bác có thể dùng để mình giữ đi để giữ ấm này, hoặc là đi trời mưa này. Trời mưa thì các bác đi ví dụ như là mình đi giày dép mà muốn bảo vệ giày dép của mình, đặc biệt là các bác tham gia giao thông bằng xe máy nhá. Bằng xe máy mà trời mưa ướt át thế này thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường cho em, sau đó thì mình xỏ cái ủng này vào. Đó. Con này thì chống nước mưa rất là tốt luôn, chống nước mưa rất là tốt. Đấy, các bác có thể đi vào các cái vị trí lầy lội rồi nước mưa nước đều ok hết nhá. Giá thì các bác lên cho em là ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là 100 à? Giá sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là ủng đi mưa. Giá sẽ là 100k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. 100k trong con ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này nó rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, đi vào này mình có thể sử dụng để mình đi trời mưa này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy thì dùng con này cho em. Hoặc là đường quê lầy lội hoặc các cái vị trí nào mà bị
lầy lội đấy, đi ô tô xe máy như này các bác có thể sử dụng rất là tiện nhá. Đó, bỏ ra giày khô ráo thoáng mát cho các bác luôn. Giá thì bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 thôi. Đấy, chống nước cực kỳ là tốt nhá, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá thì là 100.000, đấy rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái cà lê đỏ 8 đầu nhá, cà lê đỏ 8 đầu. Đấy, các bác lên cho em là cà lê đỏ 8 đầu, con này thì giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Nó sẽ là có 8 số cho các bác luôn. Mỗi đầu này của nó thì nó gọi là hai đầu và nó sẽ có 8 số nhá. Đấy, nó sẽ là có là 8, 10, 12, 13. Đấy, và bên này thì sẽ là 14, 16, 17, 19. 14, 16, 17, 19. Và nó sẽ có 8 đầu luôn. Đấy, 8 đầu như này thì các bác dùng được 8 loại ốc nhá. Dùng được 8 loại ốc và rất là tiện. Lên cho em là cà lê 8 đầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con cà lê 8 đầu như này. 100.000 cho một con cà lê 8 đầu thôi. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, sửa chữa, lắp ráp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam. Thì con này rất là tiện ích rồi. Xin lỗi các bác là vắt cam bằng tay nhá, vắt cam bằng tay. Thì giá thì chỉ có 50.000 cho con vắt cam bằng tay này thôi. Đấy, các bác chuyên dùng để mình vắt cam. Mùa này đang là mùa cam rất là sẵn này các bác này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng luôn. Đó, về thì mình chỉ bổ đôi quả cam ra, đưa tay vào mình vắt là xong. Đó, nước ra đây thì mình có thể uống trực tiếp. Tại vì nó đã lọc hết cặn bã và hạt thiếc ở trên này rồi. Mình chỉ cần rửa qua đi là xong, rất sạch sẽ. Bằng inox sáng bóng đẹp. Mà giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá. Bên shop có cả loại bằng máy, còn con này là vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k. Vắt cam bằng tay này. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50k cho một con vắt cam bằng tay như này. 50.000 thôi, rất tiện ích luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93% này. Đấy, chuyên làm trắng răng, hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Giá thì sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40k nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Dung tích của nó thì nó sẽ là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và dung tích của nó sẽ là bao nhiêu đây? Đấy, của nó sẽ là 120g nhá, 120g. Đấy, 120g cho một lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng chuyên lên tới 93% luôn, chuyên làm trắng răng. Giá sẽ là 40.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật nhá, đài FM của Nhật. Đó. Một con đài FM như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đấy, khi các bác sử dụng thì để cho em chế độ FM này, bật cái chế độ nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì các bác kéo anten lên là mình sử dụng được thôi. Đó, đây. Sau đó thì các bác dò bên này cho em nhé. Đầu tư kỳ vọng. Đấy. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến toàn tỉnh đã thu hút được 47 dự án, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư của 32 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 393,8 triệu đô la Mỹ và 8.427,6 tỷ đồng, bằng 95% và 69% so với cùng kỳ. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến tại chỗ. Đấy, các bác nghe hay không? Đấy, tiếng nó đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Nghe rất là hay. Đấy. Tiếng rõ, tiếng nghe đúng như tiếng đài FM luôn, rất chuẩn xịn sò các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship tận nhà. Lô này là về nó sẽ có cả đồng hồ cho bác luôn về nhà. Các bác tháo cái lẫy bông này cho em để mình sử dụng đồng hồ này. Đấy, có thể cắm jack 3.5 này, rồi cắm thẻ nhớ, cắm USB này và chân này chân sạc vào nhá. Nó có sẵn cho các bác là một cái dây sạc luôn và sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lắp thêm pin bùng gì vào nữa nhá. Giá sẽ là 260.000, nghe tiếng hay như đài FM luôn. Đó, lên cho em là đài FM nhá. Đài FM giá sẽ là 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê và pha các cái loại đồ uống đều ok hết nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và đít này cho em. Ở đây nó sẽ sử dụng hai viên pin con thỏ nhỏ các bạn. Đấy, lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây là mình dùng thôi. Một đôi pin như này các bác phải dùng cho em là cả nửa năm mới hết, tại vì con này nó dùng nó rất là mất ít pin. Đấy, và các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ quay thôi. Ở đây thì các bác dùng để pha trà, pha cà phê, ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Pha cà trà, pha cà phê ngũ cốc rất là ngon. Dung tích của nó thì vào khoảng là đi 380ml các này, 380ml. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây sạc của iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, bao gồm cho bác là một dây như này, một củ một dây như này. Giá sẽ là 60.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 60.000 một củ một dây luôn nhá, giá 60k. Đó, còn bên shop về cho bác cái củ sạc iPhone đa năng thì nó cũng là dòng của iPhone
Pro đây, 13 Pro. Cái này thì nó chỉ có củ kèm dây thôi. À, củ chỉ có củ để cắm thôi chứ còn không có dây sạc. Về nhà các bác mua thêm dây sạc hoặc dùng cái dây của mình. Hai chân USB, hai chân Type C, thao hồ thoải mái cho các bác dùng các cái thiết bị luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 thôi. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone giá sẽ là 80k ở củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Còn cái con này thì các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó, rồi ok.